Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 79. Lôi bạo cuồng lan, đối mặt Tiêu Phàm công kích, Chiến Lão Tam không dám khinh địch, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, toàn lực thẳng hướng Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm bỗng nổ bắn ra từng đạo kim sắc lôi điện, giống như từng đầu lôi xà du đãng tứ phương, cùng sát ý kia đâm vào cùng một chỗ, phát ra từng đợt thanh âm bạo phá. Sát ý mặc dù đáng sợ nhưng thực lực cả hai chênh lệch quá lớn, Chiến Lão Bát đối với lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa đã đạt tới 80%, tự nhiên không phải Tiêu Phàm có thể địch. Tiêu Phàm bị mấy đạo lôi điện đánh trúng, thân thể bay ngược ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Bát biến chiến thần quả nhiên lợi hại, các huynh đệ đều cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lau đi máu tươi khóe miệng, trên mặt lộ ra quang mang khát máu. Chính diện giao thủ, hắn mới chính thức cảm nhận được bát biến chiến thần cường đại, dù không thi triển được toàn bộ thực lực, cũng không phải hắn có thể đối địch. Vừa nghĩ tới mình có thể từ trong tay Chiến Lão Tam sống sót, Tiêu Phàm vẫn còn có chút may mắn lúc Chiến Lão Tam đánh lén bản thân không dùng toàn lực. Mặt khác, cũng may tốc độ bản thân không tồi mới có thể thoát chết. Yên tâm, chỉ ít yếu hơn so với ta tưởng tượng. Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, cả người hắn thiêu đốt lên phượng hoàng chi hỏa. Như thế à, Chiến Lão Tam lạnh lùng cười một tiếng, bị Tiêu Phàm không nhìn cũng liền thôi, không nghĩ đến Bạch Y tiểu tử cũng dám khinh thường bản thân. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đi tới bên người Lăng Phong, một quyền hướng về lồng ngực Lăng Phong đánh tới. Lão đại cẩn thận, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu to, cầm trong tay chiến thiên kích giận chém mà ra, nhưng tốc độ vẫn chậm không ít. Bành một tiếng, Lăng Phong bị nắm đấm Chiến Lão Tam xuyên thủng lồng ngực, hỏa diễm bay vụt tứ phương, quỷ dị là lại không thấy bất kỳ máu tươi gì. Đây chính là hậu quả cuồng vọng đắc ý. Chiến Lão Tam hừ lạnh một tiếng, tiện tay khẽ kéo, một đầu lôi long bỗng nhiên đem thân thể Lăng Phong phá tan thành từng mảnh. Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất thấy thế, hai mắt đỏ bừng, sát ý đáng sợ từ trên người mấy người bộc phát ra. Nhưng mà ba người vừa chuẩn bị động thủ, trong hư không lại vang lên một đạo thanh âm. Ngươi rất vui vẻ sao? Chỉ thấy vô số màu đỏ hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ, tạo thành bộ dáng Lăng Phong, hắn nhìn Chiến Lão Tam giống như nhìn sâu kiến. Cái gì? Chiến Lão Tam mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn Lăng Phong trên bầu trời, bản thân là bát biến chiến thần vậy mà giết không chết một người trẻ tuổi tam biến chiến thần. Hỏa ngục, lúc này, Lăng Phong đạm mạc phun ra hai chữ, tiếng nói rơi xuống. Thân thể hắn bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành vô số hỏa diễm đem Chiến Lão Tam bao phủ vào, tựa như muốn đem nó luyện hóa. A Chiến Lão Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, phượng hoàng chi hỏa cho dù là chân hỏa nhưng uy lực lại không yếu hơn thiên hỏa, dù hắn là bát biến chiến thần cũng có chút tiếp nhận không được. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân thực khinh thường đám tu sĩ chiến thần cảnh thấp giai này. Ta biết mệnh lão đại cứng rắn, lần này đến ta. Nuốt lôi điện, đoán chừng ta cũng có khả năng đột phá tam biến chiến thần. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn bước nhanh về phía trước, há miệng hút vào, lôi điện trong biển lửa đầy trời điên cuồng hướng về hắn vọt tới, bị hắn nuốt vào trong bụng. Thần ảnh, lúc này, lại có một đạo thanh âm đạm mạc ở phía xa vang lên, lại nhìn thấy Quan Tiểu Thất đem Phi Vũ Thần Cung kéo thành hình trăng tròn. Tiếng nói vừa dứt. Một đạo hàn quang đáng sợ trong mắt mọi người chợt lóe lên, lúc xuất hiện đã ở trước ngực Chiến Lão Tam, tốc độ không thể tưởng tượng. Phốc, máu tươi nở rộ, ánh mắt Chiến Lão Tam lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng xuyên loạn, nhưng mà căn bản trốn không thoát phượng hỏa chi hỏa hình thành lao ngục. Lão Tam, ta sắp khống chế không nổi, nhanh giết hắn. Thanh âm Lăng Phong vang lên, hắn một tam biến chiến thần lại vây khốn một bát biến chiến thần. Phần chiến lực này đã thập phần khó được. Chỉ là muốn giết chết Chiến Lão Tam, lấy thực lực Lăng Phong tạm thời còn làm không được. Tiêu Phàm nghe vậy, vừa chuẩn bị xông đi lên lại nhìn thấy thân hình tiểu kim đột nhiên thu nhỏ, há mồm phun ra một đạo huyết sắc hỏa diễm, dung nhập bên trong kim sắc hỏa diễm. Trong huyết sắc hỏa diễm ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu huyết sắc hỏa diễm ở trong đó du đãng. Đây là Long Viêm, thanh âm Lăng Phong kinh ngạc truyền ra. Lập tức nói, ha ha, tiểu kim không tồi, người có Long Viêm, ta liền có thể lại vây khốn hắn 10 cái hô hấp,
đến lúc đó giết không chết hắn cũng có thể lột hắn một tầng ra. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, muốn xông vào đem Chiến Lão Tam xé thành mảnh vỡ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Nếu như chỉ làm cho hắn lột một tầng ra, trước đó chúng ta cũng không cần liều mạng với hắn. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Lão Tam. Tiêu Phàm, người tốt nhất đừng để cho ta đi ra, bằng không, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Chiến Lão Tam phẫn nộ gầm thét, bị Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt luyện, hắn rất không dễ chịu. Phượng Hoàng Chi Hỏa mặc dù đốt không chết hắn, nhưng loại cảm giác đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Yên tâm, ngươi không ra được. Tiêu Phàm híp hai mắt, tâm thần hắn đang câu thông Chọc Thiên Hồng bên trong tiểu thiên địa, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Chọc Thiên Hồng lấy ra. Chiến Lão Tam dù sao cũng là bát biến chiến thần, thần lực chi tinh cùng mệnh cách hắn không thể lãng phí. Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại không cách nào tiến vào không gian bí cảnh, nhưng tiểu thiên địa vốn ngay trong thể nội hắn, sử dụng một chút đại giới vẫn có khả năng truyền lại vật sống. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể giết chết ta hay sao? Bản tôn cho dù đứng ở nơi này để các ngươi giết, các ngươi cũng giết không chết bản tôn. Chiến Lão Tam phẫn nộ gầm thét, một mặt ngạo nghễ. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên, hắn đưa tay vung lên, trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lập tức lạnh lùng nhìn Chiến Lão Tam nói, hy vọng lúc sau ngươi có thể nói ra lời này. Công tử, nơi này là... Thân ảnh xuất hiện kinh ngạc đánh giá tứ phương, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Nơi này là thần linh cấm khu, Chọc Thiên Hồng, ta là tốn thật lớn công phu mới chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon, đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Chiến Lão Tam nói. Bát biến chiến thần, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nhìn Chiến Lão Tam, ánh mắt liền tựa như thực nhìn thấy mỹ thực. Lấy nhãn lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi Chiến Lão Tam, lập tức hưng phấn nói. Đa tạ công tử, nuốt hắn, thuộc hạ nhất định có thể khôi phục lại tứ biến chiến thần. Còn lo lắng cái gì, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm quát khẽ, đem Chọc Thiên Hồng ra tiểu thiên địa đối với hắn tiêu hao cực lớn, sắc mặt hắn cũng đã trắng bệch tới cực điểm, trong lòng hắn có chút hối hận, nếu như sớm đem Chọc Thiên Hồng ra tiểu thiên địa thì đã không phiền phức như thế. Vâng, công tử, Chọc Thiên Hồng nào dám do dự, trực tiếp hóa thành bản thể, tám đầu xúc tu gào thét mà ra. Điên cuồng tước đoạt huyết khí cùng thọ nguyên Chiến Lão Tam. Chọc mệnh thiên vĩ, Chiến Lão Tam kêu sợ hãi, mặc dù hắn là chiến thần cảnh, thọ nguyên dài đến trên vạn năm, nhưng chịu không được Chọc Thiên Hồng thôn phệ. Hắn lúc đầu khuôn mặt già nua, mấy tức thời gian càng trở nên già nua hơn, nhìn qua đúng kiểu gần đất xa trời. Chiến Lão Tam điên cuồng giãy giụa, nhưng mà hắn phát hiện bản thân căn bản dùng không ra khí lực, theo huyết khí cùng thọ nguyên sói mòn. Lực lượng hắn cũng nhanh chóng yếu bớt. Ngược lại là Lăng Phong cùng Tiểu Kim nhẹ nhõm không ít, dù không cần toàn lực cũng có thể vây khốn Chiến Lão Tam. Chiến Lão Tam rất nhanh chỉ còn lại da bọc xương, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng cùng sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, vươn tay chụp vào Tiêu Phàm. Môi hắn nhẹ nhàng ngọ nguậy, dùng hết một phần khí lực cuối cùng chửi bới nói, những con kiến hôi các ngươi chết không yên lành. Chiến thần điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Luôn mồm xưng hô chúng ta là kiến hôi, không biết ngươi chết trong tay sâu kiến có tư vị gì đây. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, cũng không có bất kỳ vẻ thương hại gì. Con ngươi hãm sâu của Chiến Lão Tam nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn muốn mở mồm nói chuyện, nhưng rốt cuộc không nói ra được một chữ. Tiêu Phàm căn bản lười để ý tới hắn, hắn xếp bằng ở phía trên cát vàng, khôi phục thần lực hao tổn. Chém giết Chiến Lão Tam không phải mục tiêu của hắn, ai biết người chiến thần điện tiến vào đây có bao nhiêu, bát biến chiến thần giống Chiến Lão Tam dạng này lại có mấy người. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh xâm nhập tầng không gian thứ tư, đến thời điểm đối phó chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên khẳng định sẽ có áp chế rất lớn. Mà tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ phía dưới, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong mắt. Huống chi, bây giờ còn không chỉ một mình hắn, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu. Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, mỗi người cũng là có thể vượt giai chiến đấu. Nửa chén trà nhỏ thời gian, huyết khí cùng thọ nguyên Chiến Lão Tam bị Chọc Thiên Hồng thôn phệ không còn, thân thể hắn bị Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt sạch. Đường đường bát biến chiến thần lại chết trong tay một nhóm tam biến và tứ biến chiến thần, nếu như không phải tận mắt thấy, đoán chừng đều sẽ không tin tưởng. Chính như Tiêu Phàm nói,
hắn luôn mồm gọi bọn Tiêu Phàm là kiến hôi, cuối cùng lại chết trong tay một bầy kiến hôi, đây không phải châm chọc thì là cái gì chứ? Rốt cục đã chết, Lăng Phong hô to, lần nữa hiển hiện ra thân hình, sắc mặt hắn trắng nhợt, hiển nhiên vây khốn chiến lão tam đối với hắn tiêu hao rất lớn. Mấy người có thể chém giết bát biến chiến thần cảnh tuyệt đối là chiến tích nghịch thiên, nếu như bị người chiến thần điện biết rõ, đoán chừng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn diệt đám Tiêu Phàm. Hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là tam biến chiến thần liền có thể hợp lực chém giết bát biến chiến thần, đợi một thời gian, chờ bọn hắn trưởng thành sẽ như thế nào đây? Đương nhiên, mấy người có thể hợp lực chém giết chiến lão tam cũng bởi vì thần lực chiến lão tam bị Tiêu Phàm tiêu hao không sai biệt lắm, lại tăng thêm hắn sử dụng lực lượng bản thân quá độ dẫn đến trong thời gian ngắn không phát huy ra toàn bộ thực lực, chết cũng không sai. Linh hồn hắn không chạy mất chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Hồn đã tán, bất quá linh ở nơi này. Quan Tiểu Thất đi tới, trong tay cầm một cái bình ngọc lay động mấy lần. Tiểu Ngũ, người thật có thể tinh luyện linh hồn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Lừa ngươi làm cái gì, ta là linh tộc, huống chi, nếu như các ngươi không có linh hồn thần dịch cũng không có khả năng phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh. Quan Tiểu Thất bĩu môi. Ngừng lại, sau đó lại nói, không hổ là bát biến chiến thần. Một cái linh hồn liền có thể dung hợp mấy phần linh hồn thần dịch, ta trước thu hồi lại, để mấy người có thể ngăn cản lực lượng nơi đây áp chế. Tùy ngươi, hiện tại ta muốn hảo hảo lĩnh ngộ một cái, có lẽ có thể lĩnh ngộ ba thành thiên lôi áo nghĩa. Nam Cung Tiêu Tiêu lơ đễnh nói. Hiện tại sợ là không có thời gian tu luyện. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nơi xa nói. Nơi này động tĩnh quá lớn. Đã sớm hấp dẫn lực chú ý không ít người, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được có một cỗ khí tức cường đại đang hướng về nơi đây tới gần. Linh hồn lực lượng Tiêu Phàm lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm dặm xung quanh, mười mấy hai mươi đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong tầm mắt Tiêu Phàm. Theo ta đi, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong đám người tới có mấy người khí thế làm hắn vô cùng kiêng kỵ, chỉ ít đều là lục biến chiến thần, thậm chí có thể là thất biến chiến thần. Bọn hắn ứng phó một người chiến lão tam liền cơ hồ hao hết toàn lực, bây giờ chỗ nào có thực lực cùng thất biến chiến thần chiến đấu. Mấy người không do dự nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, 10 cái hô hấp sau, 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí Tiêu Phàm bọn hắn trước đó. Cầm đầu chính là chiến lão lục cùng Minh La, sắc mặt Minh La âm trầm nói, là khí tức Tiêu Phàm, còn có khí tức chiến lão tam, chẳng lẽ. Minh La đột nhiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phủ định nói, không có khả năng, chiến lão tam là bát biến chiến thần, Tiêu Phàm tối đa chỉ là tam biến chiến thần mà thôi, hắn làm sao có thể giết chết chiến lão tam. Nếu như Tiêu Phàm có thể chém giết chiến lão tam, vậy thực lực hắn cũng quá đáng sợ a. Ngươi nói Tiêu Phàm chém giết tam ca, chiến lão lục một mặt không tin, khịt mũi coi thường nói. Chiến lão tam thực lực hạng gì, chiến lão lục hắn là cực kỳ rõ ràng, cách cửu biến chiến thần đều chỉ có một bước. Làm sao có thể bị một chiến thần cảnh sơ kỳ giết chết? Mặc dù ngươi không tin, thậm chí ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như thế, chiến lão tam vô cùng có khả năng đã bị giết. Minh La thập phần chắc chắn nói, đáng tiếc, ta đã không có cửu u ma huyết, bằng không mà nói, có thể nhìn nơi này trước đó phát sinh cái gì. Thần tử, nếu như Tiêu Phàm thực giết chiến lão tam, hắn khẳng định cũng bị trọng thương, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo để giết hắn. Cốc lão mở miệng nói. Không sai, việc cấp bách là phong tỏa tất cả lối vào tầng thứ tư. Minh La gật đầu, đột nhiên hắn biến sắc, hét lớn, nhanh trở về, chúng ta bây giờ chạy tới, lối vào trống rỗng, Tiêu Phàm nếu như ẩn núp qua, chúng ta muốn giết hắn là việc không thể. Hừ, lối vào còn có 20 chiến thần thủ hộ, hắn hiện tại bị trọng thương, muốn ẩn núp đi qua, quả thực là người si nói mộng. Chiến lão lục khinh thường nói. Hắn vẫn không tin chiến lão tam đã chết. Oanh, tiếng nói rơi xuống, cuối chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bạo phá yếu ớt, hư không rung động ầm ầm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt đám người. Nhanh trở về, Tiêu Phàm căn bản không phải ẩn núp đi qua, mà là trắng trợn giết tới, chúng ta bị trúng kế. Minh La lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc kệ chiến lão tam có chết hay không, Tiêu Phàm khẳng định còn sống. Hơn nữa vừa mới xảo diệu vòng qua bọn hắn, hướng về cửa ra vào đánh tới. Đám người nơi nào còn dám do dự,
nếu như Tiêu Phàm trốn vào tầng không gian thứ tư, muốn giết hắn khả năng liền muôn vàn khó khăn. Minh La đoán không sai, Tiêu Phàm bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới ẩn núp đi qua, mà trắng trợn thẳng hướng vị trí cửa ra vào. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là tam biến chiến thần, nhưng linh hồn lực lượng hắn cường đại biết bao, chí ít cũng không yếu hơn ngũ biến chiến thần, thậm chí lục biến chiến thần. Linh hồn chi lực hắn quét qua, lực lượng phòng thủ cửa vào này trong nháy mắt bại lộ trong đầu hắn, cường đại nhất cũng là lục biến chiến thần mà thôi. Hắn một mình một người, toàn lực một trận chiến mà nói đều có thể ngăn chặn lục biến chiến thần, huống chi còn có Lăng Phong, Chọc Thiên Hồng bọn họ. Mọi người không nên lãng phí thời gian, ta ngăn chặn hắn, các ngươi trước hết giết đi qua. Tiêu Phàm một bên nghênh chiến một lục biến chiến thần cường giả, một bên truyền âm cho đám người nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lăng Phong gật đầu, hắn cũng không dám lãng phí thời gian, trước đó vây khốn chiến lão tam, thần lực hắn tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim cũng giống như thế, bọn hắn nhanh chóng hướng về đi, có mấy chiến thần cấp thấp bị bọn hắn tùy tiện gạt bỏ, căn bản không ai ngăn được đường đi bọn hắn. Thích nhất phải kể tới Chọc Thiên Hồng, hắn hiện tại đã khôi phục lại tứ biến chiến thần, hơn nữa vừa mới thôn phệ thọ nguyên cùng huyết khí chiến lão tam, làm hắn đến gần vô hạn ngũ biến chiến thần. Hiện tại lại gặp nhiều chiến thần cấp thấp như vậy, Chọc Thiên Hồng chỗ nào sẽ khách khí, chỉ cần Tiêu Phàm không ngăn cản, hắn liền có thể đại khai sát giới, dù là ngũ biến chiến thần đều không phải đối thủ của hắn. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp, tu sĩ chiến thần cảnh ở cửa vào, trừ lục biến chiến thần, những người khác cơ hồ bị mấy người Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Công tử, ta tới giúp ngươi. Chọc Thiên Hồng toàn thân khí thế tăng vọt, hắn nhanh chóng đi tới trước người Tiêu Phàm, tám đầu xúc tu gào thét mà ra, như thần binh lợi kiếm thẳng hướng lục biến chiến thần. Lục biến chiến thần bị dọa cho phát sợ, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, Chọc Thiên Hồng còn muốn truy lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm cản, không nên, đi vào trước. Chọc Thiên Hồng thập phần không cam tâm, bất quá hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh Tiêu Phàm, từ bỏ truy sát lục biến chiến thần, sau đó đi theo Tiêu Phàm xông vào cát vàng vụ hải nơi xa. Nhìn thấy một màn này, lục biến chiến thần buông lỏng một hơi, thực lực hắn mặc dù không yếu, nhưng năng lực Chọc Thiên Hồng quá biến thái, Chọc Thiên Hồng có thể mài chết hắn. Đừng chạy, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ phía sau truyền đến, lại là chiến lão lục đám người nhanh chóng chạy tới. Mấy người nhìn thấy thi thể bốn phía, sắc mặt trắng bệch, Minh La dẫn đầu lấy lại tinh thần, đằng đằng sát khí nhìn lục biến chiến thần may mắn còn sống sót, quát lạnh nói, Tiêu Phàm đâu? Bọn hắn đã đi vào. Lục biến chiến thần vẫn một bộ chưa tỉnh hồn. Bất quá nghe được ngữ khí Minh La, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhíu mày nói, ngươi một cái dị tộc tính là gì, cũng dám la hét om sòm. Thân làm lục biến chiến thần, hắn tự nhiên có ngạo khí, huống chi phần lớn người nơi này đều là người chiến thần điện, tất yếu sợ Minh La sao. Ồn ào, Minh La còn chưa mở miệng, cốc lão quát lạnh một tiếng, lách mình tại chỗ biến mất, đưa tay trực tiếp đem lục biến chiến thần quất bay. Rất hiển nhiên. Cốc lão cũng là lục biến chiến thần, thực lực so với lục biến chiến thần điện kia còn muốn mạnh hơn không ít. Ngươi tự tìm cái chết, lục biến chiến thần điện nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí nặng nề xông lên, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị người tát một phát, hắn chỗ nào chịu đựng được cái khẩu khí này. Thả Tiêu Phàm bọn hắn đi cũng không phải hắn cố ý, chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dừng tay cho ta, chiến lão lục quát lạnh một tiếng, lách mình ngăn khuất trung gian, lạnh lùng nhìn Minh La nói, Minh La, nơi này chính là chiến thần điện, không phải nơi các ngươi có thể dương oai. Chiến thần điện, Minh La nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, bên trong ánh mắt lộ ra một vòng tà dị chi quang. Nhìn thấy con mắt Minh La, chiến lão lục cảm giác toàn thân run lên, trong lòng có chút phát lạnh. Vội vàng mở miệng nói, tất cả mọi người là vì giết chết Tiêu Phàm, không cần thiết vì việc nhỏ mà tranh đấu, vẫn là ngẫm lại như thế nào mới giết được Tiêu Phàm đi. Áp chế tầng không gian thứ tư đối với chúng ta mạnh hơn so với tầng không gian thứ ba không ít, ở chỗ này giết không chết hắn, đi vào chẳng phải là tự tìm cái chết. Lục biến chiến thần may mắn còn sống sót châm chọc khiêu khích nói. Áp chế chúng ta, chẳng lẽ đối với Tiêu Phàm liền không có áp chế sao?
hắn hiện tại bị thương, chỉ cần không cho hắn cơ hội thở dốc, muốn giết chết hắn cũng không khó. Minh La lạnh lùng nói. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, cái khác tạm thời chẳng muốn cố kỵ. Bị thương, ai nói hắn bị thương, nếu như bị thương, hắn chẳng lẽ có thể giết chết nhiều người chúng ta như vậy sao? Dám đánh ta, ta liền cho bọn chúng đi chịu chết. Lục Biến Chiến Thần trong lòng khịt mũi coi thường. Hắn hiện tại còn kìm nén một hơi, tự nhiên sẽ không hảo tâm nói cho bọn hắn, sau đó nói, ngươi nói không sai, Tiêu Phàm không biết dùng thủ đoạn quỷ dị gì mà thực lực tăng vọt, ngay cả ta đều không phải là đối thủ, bất quá cảm giác khí tức hắn càng ngày càng yếu. Vậy còn không mau theo, chờ cái gì? Minh La hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xông vào bên trong cát vàng vụ hải. Những người khác nhìn nhau, vội vàng cùng đi lên, trước khi đi, Chiến Lão Lục lại nhìn về phía Lục Biến Chiến Thần nói, Liễu An, người đi thông chi tứ ca cùng ngũ ca, để bọn hắn đến trợ giúp chúng ta. Được. Liễu An Lục Biến Chiến Thần cung kính gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Khi thấy Chiến Lão Lục bọn hắn hoàn toàn biến mất trong cát vàng vụ hải, hắn lại ngừng bước chân, cười lạnh nói, giúp đỡ dị tộc vốn đã đáng chết, ta ngay tại nơi này chờ tin tức các ngươi tử vong. Dứt lời, Liễu An lách mình rơi vào trong một lăng gò cát vàng, lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa, căn bản không có đi chấp hành mệnh lệnh Chiến Lão Lục. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn xông vào tầng không gian thứ tư thấy lạnh cả người, tất cả mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không tung bay vô tận bông tuyết. Cuồng phong thổi, bông tuyết kia liền tựa như tiểu đao sắc bén cắt khuôn mặt đám người không chút do dự dùng thần lực bao phủ quanh thân, đem bông tuyết kia ngăn cản ở ngoài. Sau đó mấy người lựa chọn một phương hướng nhanh chóng tiến lên, chỉ cần bỏ qua người Chiến Thần Điện truy sát, bọn hắn liền tạm thời an toàn. Chúng thần mộ địa thật đúng là kỳ lạ, mỗi một tầng không gian cũng không giống nhau, 9 tầng không gian sẽ không vừa lúc đối ứng 9 loại áo nghĩa chứ. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi nói cũng thực không sai, thần linh cấm khu chính là đối ứng 9 loại áo nghĩa, cũng chính là 9 cái thế giới khác nhau. Lăng Phong gật gật đầu nói. À, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi ngoài ý muốn. Trong truyền thừa hắn cũng không có những cái ghi chép này, thậm chí ngay cả truyền thừa Lăng Phong ghi chép đều không đặc biệt rõ ràng, chỉ là đại khái biết rõ một chút mà thôi. Ngẫm lại, Lăng Phong lại nói ra, tầng thứ nhất đến tầng thứ năm theo thứ tự là hỏa, mộc, kim, thủy, thổ, mà tầng thứ sáu bắt đầu, hẳn là phong, lôi áo nghĩa. Vậy chúng thần mộ địa thật đúng là kỳ lạ. Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi cảm khái nói. Không phải chúng thần mộ địa kỳ lạ. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói, nơi này vốn chính là nơi cửu U Ma Thần cùng Thí Thần Thú lúc trước chiến đấu, thế giới bích lũy bị đánh nát, mà bên trong thế giới bích lũy ẩn chứa áo nghĩa cơ bản nhất, cho nên mới có thể phơi bày 9 mảnh khu vực, áo nghĩa chân chính cũng không chỉ có 9 loại. Không sai, Bác Lão lĩnh ngộ chính là thời không áo nghĩa, có thể chuyển đổi thời không, mạnh hơn so với những áo nghĩa cơ bản này nhiều. Nam Cung Tiêu Tiêu gật đầu. Hai mập. Người không phải cũng lĩnh ngộ thiên lôi áo nghĩa đặc biệt của chiến tộc à, vậy cũng không phải lôi điện áo nghĩa bình thường có thể so sánh. Lăng Phong nói ra, không, nói cho đúng không phải thiên lôi áo nghĩa, mà là chiến áo nghĩa, hoặc có lẽ là đấu áo nghĩa. Tiêu Phàm cười cười, vẫn là lão tam có mắt. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, Lăng Phong không khỏi nhún nhún vai. Tiểu Ngũ, người trước đó nói người có thể tước đoạt linh tính trong linh hồn. Tiêu Phàm đổi chủ đề, kinh ngạc nhìn Quan Tiểu Thất nói. Linh hồn, chính là hồn lực cùng linh tính dung hợp mà thành, cũng bởi vì có linh tính, nhân loại tu sĩ mới có thể tu luyện. Lúc người đột phá chiến thần cảnh, linh hồn cũng xưng là thần hồn, linh tính cũng chính là thần tính, linh tính chính là căn cơ thiên địa vạn linh, người chết đèn tắt, linh tính sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà, Quan Tiểu Thất lại có thể tước đoạt linh tính trong linh hồn. Cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh? Không sai, bất quá ta chỉ có thể tước đoạt lực lượng thuần túy bên trong linh tính, sau đó dung luyện thành linh hồn thần dịch. Quan Tiểu Thất gật đầu, cũng không có giấu giếm. Ngừng lại, Quan Tiểu Thất lại nói, Tam ca vừa rồi không phải nói à, nơi này là nơi cửu U Ma Thần cùng Thí Thần Thú chiến đấu, cho nên tự nhiên ẩn chứa cả hai lực lượng, có thể áp chế tu sĩ chiến thần cảnh, bất quá có hai loại tình huống sẽ không bị áp chế hoàn toàn. Hai loại tình huống nào?
Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi. Loại thứ nhất, được huyết dịch cửu U Ma Thần, cũng chính là cửu U Ma huyết, có thể ngăn cản một bộ phận áp chế lực lượng thí thần thú, hơn nữa được lực lượng cửu U Ma Thần tán thành. Quan Tiểu Thất nói ra. Mà một loại khác là được linh hồn thần dịch, cũng chính là rút ra linh tính cô đọng trong linh hồn mà thành, có thể ngăn cản lực lượng cửu U Ma Thần áp chế, sau đó được lực lượng thí thần thú tán thành, tự nhiên có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại. Tiêu Phàm nghe vậy lộ ra vẻ hiểu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều, nguyên lai nguyên nhân sở dĩ bị huyền diệu áp chế là như thế, mà cũng không phải là vấn đề thần binh. Chờ đã, ngươi lại như thế nào biết rõ phương pháp này? Tiêu Phàm lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Bởi vì ta là linh tộc A, linh tộc vốn là chủng tộc thí thần thú lưu lại. Quan Tiểu Thất cười nói. Cái gì? Tiêu Phàm giật mình, kinh ngạc nhìn Quan Tiểu Thất, một mặt kinh ngạc. Linh tộc là chủng tộc thí thần thú lưu lại. Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, bên trong tu la truyền thừa ghi chép, thí thần thú không có hậu đại mà, linh tộc tại sao có thể là hậu đại thí thần thú lưu lại? Nếu như thí thần thú thật có hậu đại, cũng hẳn là nhất tộc thí thần thú mới đúng. Bất quá Tiêu Phàm đã từng từ trong miệng Chọc Thiên Hồng biết được, thần thú xếp trên bảng thần thú bình thường đều là tính duy nhất, không có khả năng xuất hiện một nhóm. Nếu như thần thú có thể lấy chủng tộc tồn tại, từng cái nghịch thiên như thế, còn có nơi nào để nhân tộc sống yên ổn? Nói cho đúng, linh tộc cũng không phải là hậu đại thí thần thú, mà một sợi thần tính của thí thần thú đã từng cắm vào một chút tu sĩ nhân loại cùng linh hồn thú tộc, sau đó ngoài ý muốn là loại thần tính này di truyền tiếp. Quan Tiểu Thất giải thích nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ một cái, lập tức lại nói, ta nghe nói linh tộc cùng hồn thú là minh hữu, chuyện này là sao nữa? Tam ca ngươi là Tu La Điện Chủ, hẳn nghe nói qua thí thần thú chính là thiên hạ đệ nhất thần thú chứ? Quan Tiểu Thất lại nói. Tiêu Phàm gật đầu, chỉ là hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút, cái này cùng thí thần thú là thiên hạ đệ nhất thần thú lại có quan hệ gì? Nếu như thú tộc biết linh tộc cùng thí thần thú có quan hệ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Quan Tiểu Thất cái gì cười nói? Đương nhiên là, Tiêu Phàm không chút do dự nói ra, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nghe đồn, linh tộc có thể ra lệnh thú tộc, kỳ thật cũng không phải là linh tộc thực có thể ra lệnh cho thú tộc, chỉ là thú tộc biết rõ thân phận linh tộc, tự nhiên không dám đối địch với linh tộc, ngược lại muốn nịnh bợ linh tộc. Bởi vì trong lòng thú tộc, địa vị thí thần thú là không thể thay thế, điểm này Tiêu Phàm thập phần rõ ràng, uy danh thí thần dù là đi qua một vạn năm cũng không người nào dám khinh thường. Cho nên, cùng nói linh tộc có thể hiệu triệu thú tộc, còn không bằng nói là thú tộc kính sợ thí thần thú. Ta đã hiểu. Tiêu Phàm gật đầu, lại nhìn về phía Quan Tiểu Thất, thập phần buồn bực nói, ngươi lại như thế nào trở thành linh tộc. Việc này nói rất dài dòng. Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi. Tựa như lâm vào hồi ức, lập tức tinh tế nói. Tất cả còn từ trước lúc Quan Tiểu Thất bị bác lão dùng truyền tống trận đưa tiến, Quan Tiểu Thất bị truyền tống trận đưa đến một mảnh không gian kỳ lạ. Vùng không gian kia thần linh chi khí nhiều vô cùng, cổ thụ che trời, dáng hồng lượn lờ, nghiễm nhiên chính là một chỗ tiên giới nhân gian, thánh địa tu luyện. Cho dù là không khí đều tinh khiết hơn chiến hồn đại lục không ít, người bình thường ở chỗ này đoán chừng đều có thể sống lâu mấy chục năm. Lúc ấy Quan Tiểu Thất cũng kinh ngạc không thôi, bất quá khi hắn truyền tống đến vùng không gian kia, huyết mạch hắn đột nhiên sôi trào lên, khí tức trên người cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đi theo đám Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn biết bản thân đang thức tỉnh huyết mạch, chỉ không biết là huyết mạch gì mà thôi. Bất quá khi huyết mạch sôi trào, Quan Tiểu Thất cảm giác linh giác bản thân đột nhiên trở nên cực kỳ cường đại, mạnh mẽ hơn trước đó gấp 10 lần có thừa. Cùng lúc đó, thiên âm thánh tiêu thể nội hắn đột nhiên phát ra thanh âm thanh thúy êm tai, vang vọng thật lâu giữa rừng núi. Nói đến đây, trên mặt Quan Tiểu Thất lộ ra thần sắc thẹn thùng, bởi vì hắn bị thanh âm từ chiến hồn của mình thôi miên. Khóe miệng bọn Tiêu Phàm giật một cái, không hổ là Tiểu Thất nắm giữ xích tử chi tâm, nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm vì huyết mạch thức tỉnh mà phát sầu. Bởi vì bất luận huyết mạch thức tỉnh đều là cực kỳ gian nan. Linh tộc huyết mạch cũng như thế. Lúc ấy bởi vì linh tộc huyết mạch thức tỉnh, thiên địa linh khí bốn phía cùng thần linh chi khí điên cuồng hướng về thể nội Quan Tiểu Thất,
thiếu chút nữa thì đem hắn bạo thể. Về sau Quan Tiểu Thất mới minh bạch, hắn sở dĩ có thể sống sót là bởi vì được những người linh tộc khác tới cứu, khi hắn tỉnh lại đã là 3 tháng sau, hơn nữa làm hắn kinh ngạc hắn đã đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ngay từ đầu Quan Tiểu Thất còn coi là mình đang nằm mơ, bởi vì hắn trước đó chỉ là chiến đế cảnh mà thôi, 3 tháng đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, cái này không phải sức người làm được. Về sau Quan Tiểu Thất chậm rãi tiếp nhận sự thật này, thời gian mấy năm sau, hắn một mực đợi bên trong bí cảnh linh tộc, thẳng đến đoạn thời gian trước mới rời đi. Trong thời gian mấy năm, tu vi hắn cũng tiến triển cực nhanh, đột phá đến tứ biến chiến thần. Không đúng, linh tộc để ngươi rời đi cũng liền thôi, làm sao còn phái một tiểu đội chiến thần cảnh bảo hộ ngươi? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi. Quan Tiểu Thất không có ý tứ gãi đầu một cái, nói, đây là sự tình thập phần xảo diệu, các ngươi cũng biết rõ linh tộc rất am hiểu tiễn thuật đi. Sau đó ta đem linh tộc cùng tuổi một đời đánh bại, bọn hắn liền để cho ta trở thành linh tộc linh tử. Tiêu Phàm mấy người không còn gì để nói, nhất là Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, bọn hắn phiền muộn muốn thổ huyết, thời gian mấy năm, hai người từng ngày gian nan chịu khổ. Lại nhìn Quan Tiểu Thất, thời gian trôi qua thoải mái, hơn nữa còn đột phá đến tứ biến chiến thần, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Linh tử cũng tương đương với người thừa kế tộc trưởng đúng không? Tiêu Phàm hỏi, hắn lại nghĩ tới tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ, trong lòng không khỏi trầm ngâm nói, linh tộc so với hồn tộc vẫn đơn thuần hơn rất nhiều. Nếu đặt ở hồn tộc, lấy tâm tính Quan Tiểu Thất đơn thuần, đoán chừng sớm đã bị đùa chết. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, Bác lão an bài tất cả những thứ này nhất định là sớm có tính toán, bất quá Tiêu Phàm nghĩ mãi mà không rõ là, lúc kia Bác lão có vẻ như còn không phải chiến thần cảnh đi. Hắn lại như thế nào biết rõ vị trí bí cảnh linh tộc. Đồng dạng còn có vị trí không gian Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong, để hai người được truyền thừa không tưởng, trước đó Tiêu Phàm còn tưởng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại 1 đến 2, 2 đến 3, Tiêu Phàm không tin đây chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Lão sư giữ sở phiền lại, đoán chừng cũng là có sự tình khác, chỉ là hắn không nguyện ý nói cho ta biết mà thôi, sự tình nhất định là đại sự. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm cũng không trách Bác lão gạt hắn, không có nói cho hắn, nhất định là vì muốn tốt cho hắn. Không, nói cho đúng, ta hiện tại là linh tộc tộc trưởng, bởi vì linh tộc chỉ định ta. Quan Tiểu Thất lắc đầu, một mặt khổ sở nói, hơn nữa, ta thật không muốn làm tộc trưởng, chỉ là bị bọn hắn bức mà thôi. Bức, Tiêu Phàm mặt sạm lại, chẳng lẽ linh tộc tộc trưởng không đáng tiền như thế sao? Linh tộc dù sao cũng không kém gì một hồn tộc cổ tộc, vậy mà cưỡng ép lôi kéo Quan Tiểu Thất làm tộc trưởng. Nhìn thấy Quan Tiểu Thất một mặt ủy khuất gật đầu, Tiêu Phàm rất muốn hung hăng đạp hắn mấy cước. Bất quá bây giờ ta nguyện ý làm hồn tộc tộc trưởng, về sau linh tộc tất nhiên trở thành một sự giúp đỡ lớn cho Tam Ca. Quan Tiểu Thất đột nhiên lại thập phần kiên định nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn hiện tại đối với linh tộc cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ là bên trong tu la truyền thừa cũng không ghi chép quá nhiều tin tức liên quan tới hồn tộc. Mấy người phi hành nửa chén trà nhỏ thời gian, thể lực tiêu hao cực lớn, dừng lại trong một mảnh dãy núi băng tinh khôi phục thần lực. Áp chế của băng tuyết thế giới đối với bọn hắn lại không ít, bất quá phát huy ra 8 thành lực lượng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Như thế lại qua nửa canh giờ, thần lực Tiêu Phàm khôi phục khoảng 3 phần 10, nơi này thần linh chi khí thập phần mỏng manh. Muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục là không có khả năng. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát mang, lạnh giọng nói, lại còn dám đuổi theo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trên người Tiêu Phàm tách ra sát ý lạnh lẽo, cỗ lạnh kia so với thế giới băng thiên tuyết địa còn muốn rét lạnh hơn, đâm vào xương tủy. Trong hư không, bông tuyết đông kết thành băng tinh. Rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Tay hắn cầm tu la kiếm đứng ở phía trên mặt băng, đạm mạc nhìn phía xa. Mấy tức về sau, nơi xa có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở trong ánh mắt bọn hắn, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra người cầm đầu, chính là Minh La. Đến thật đúng là nhanh, thanh âm Lăng Phong vang lên, mấy người lục tục đứng dậy, khinh thường nhìn mấy người đối diện. Nhưng mà sau một khắc, bốn phía lại có lần lượt từng bóng người hiển hiện. Đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở bên trong băng cốc, thần sắc Lăng Phong bọn hắn ngưng trọng lên.
chỉ có thần sắc Tiêu Phàm vẫn không hề bận tâm, mặc dù chỉ khôi phục ba thành tu la thần lực, nhưng Tiêu Phàm nắm giữ tiểu thiên địa, còn có thể chậm rãi khôi phục. Về phần Lăng Phong bọn hắn, chỉ cần có thể tự vệ, vậy liền đủ. 36 người, xem ra hôm nay sẽ phải đại khai sát giới. Nam Cung Tiêu Tiêu mị mị hai mắt, trong mắt lộ ra lãnh mang khát máu. Lão Nhị, Tiểu Ngũ, Chọc Thiên Hồng, ba người các ngươi một tổ, Lão Đại, Tiểu Kim, các ngươi cùng ta một tổ, có cơ hội tìm tới cửa vào tầng không gian thứ 5. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Ở chỗ này, bọn hắn phần thắng sẽ không quá lớn, chỉ có trốn vào tầng không gian thứ 5 chiến một trận, ưu thế bọn hắn mới có thể thể hiện ra. Tốt! Đám người gật đầu, loại cảm giác này đã lâu chưa có. Tiêu Phàm, lần này ta xem các ngươi chạy đi đâu. Minh La Lăng lập không trung, quan sát phía dưới tựa như nhìn một con kiến hôi, hắn thấy Tiêu Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ. 36 chiến thần cảnh cường giả, trong đó thất biến chiến thần có 4 người, còn có 10 sau tên tứ biến chiến thần trở lên, người khác cũng đều là tam biến chiến thần. Cỗ lực lượng này tuyệt đối so với đối mặt chiến lão tam bát biến chiến thần còn kinh khủng hơn. Cửu U Ma huyết trên người Minh La cơ hồ đều cho chiến thần điện, mà chiến thần điện được cửu U Ma huyết, đầu tiên cho cao giai chiến thần. Cao giai chiến thần được cửu U Ma huyết, dù bị áp chế sức lượng, phát huy ra thực lực so với chiến thần cấp thấp cường đại hơn rất nhiều. Trốn, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi, mục tiêu khóa chặt Minh La. Minh La nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này còn dám chủ động xuất kích, lập tức ngẩng đầu vung lên, phẫn nộ quát, giết hắn. Người chiến thần điện mặc dù có chút khó chịu, nhưng bọn hắn vốn là vì giết Tiêu Phàm mà đến, cho nên cũng không quan tâm sự tình này. Chiến thần điện vậy mà nghe mệnh lệnh dị tộc, đã như vậy, ta giết cũng sẽ không nương tay. Tiêu Phàm mắt lộ ra tinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chiến thần điện vậy mà bắt đầu trắng trợn cấu kết cùng dị tộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kèn lệnh thổi lên một trận chiến này, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngăn trở một thất biến chiến thần, chính là chiến lão lục. Tu La kiếm cùng trường kiếm trong tay chiến lão lục rằng co tại cùng một chỗ, kiếm khí đáng sợ gào thét tứ phương. Bông tuyết đầy trời đều bị quấy đến vỡ nát, bông tuyết vài dặm xung quanh đều ngưng bay múa. Ngươi giết tam ca, chiến lão lục gầm thét lên. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn. Tiêu Phàm nhe răng cười, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ long ngâm chi uy cuồng bạo quét sạch ra, quanh thân hắn càng hiện lên một đầu hư ảnh huyết long to lớn. Thần long ngâm đáng sợ làm toàn thân chiến lão lục run rẩy dữ dội, sau một khắc. Con người Tiêu Phàm đột nhiên bắn ra một đạo huyết hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ chiến lão lục, bắt đầu đốt cháy. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên, chiến lão lục rút trường kiếm về, quay người hướng về nơi xa thối lui. Huyết hắc sắc hỏa diễm là nghiệp hỏa, dù là chiến thần cảnh đều không nhất định có thể ngăn cản được, hơn nữa theo Tiêu Phàm đột phá tam biến chiến thần, uy lực nghiệp hỏa đại tăng, đừng nói thất biến chiến thần, dù là cửu biến chiến thần đụng phải. Khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Cũng ngay giây phút này, Tu La thần dược dương ra, bộc phát ra rất nhanh, Tu La kiếm một kiếm cắm vào bên trong ngực chiến lão lục. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, chiến lão lục chính là thất biến chiến thần, lại bị một tam biến chiến thần miểu sát. Tất cả mọi người co rụt con ngươi nhìn Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, đây chính là Tu La điện chủ trong truyền thuyết. Khó trách phó điện chủ phái nhiều người như vậy tới giết hắn. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, một kích này cơ hồ hao hết hai thành tu la thần lực, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Hắn trước đó vừa mới khôi phục lại ba thành tu la thần lực, bây giờ chỉ còn lại một thành, nếu như tiếp tục chiến đấu, đoán chừng hắn không còn chút sức lực nào. Bất quá lúc này, tu la kiếm lại điên cuồng cắn nuốt huyết khí chiến lão lục, còn có thần lực trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác thanh lương dọc theo cánh tay Tiêu Phàm tràn vào thể nội hắn, bổ sung tu la thần lực hắn tiêu hao. Tiêu Phàm sở dĩ dám liều mạng như vậy, tiêu hao tu la thần lực bản thân chính là bởi vì có tu la kiếm là một chỗ dựa lớn, chỉ cần có thể không ngừng thôn phệ máu tươi cùng thần lực cường đại, tu la thần lực liền sẽ không khô kiệt. A chiến lão lục phát ra thanh âm tê tâm liệt phế, lực lượng thể nội nhanh chóng sói mòn làm hắn gần như điên cuồng. Quỷ dị nhất là tu la kiếm vừa lúc cắm ở trên thần lực hắn,
hắn muốn phản kháng đều không có lực. Thả lão Lục ra, nơi xa, một hắc sắc chiến giáp lão giả gầm thét, một quyền nổ tung mà xuống, lôi điện áo nghĩa đáng sợ mãnh liệt tứ phương. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một tam biến chiến thần lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế, đây quả thực là thuấn sát thất biến chiến thần. Đương nhiên, cái này cùng chiến lão Lục chủ quan có quan hệ, hơn nữa bọn hắn ở tầng không gian thứ tư, thực lực hoặc nhiều hoặc ít bị áp chế. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng ôm ý nghĩ liều mạng, bọn hắn có bốn thất biến chiến thần, nếu như không liều mạng giết chết một hai tên, quan tiểu thất cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhìn đến ngươi hẳn là chiến lão Lục đúng không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Tu La kiếm nhấc lên căn bản không có chút do dự, thân thể chiến lão Lục bỗng nhiên một phân thành hai. Một mai thần lực chi tinh quang ra ngoài, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi, mà máu tươi chiến lão Lục lại bị Tu La kiếm nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Chiến lão Lục chí tử cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, trước đó hắn vẫn còn khinh thường Tiêu Phàm. Vô dụng, liền địch nhân bản thân đều không cách nào dám nhìn thẳng, chết là đáng đời. Nơi xa, Minh La chưa từng xuất thủ nổi giận mắng. Hắn híp hai mắt, giống như một đầu rắn độc, tùy thời chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm. Giết, hắc sắc chiến giáp lão giả nổi giận gầm lên một tiếng đáp xuống, bất quá lần này Tiêu Phàm lại không cùng hắn ngạnh bính, thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốc lui lại. Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, tiểu kim, chọc thiên hồng, các ngươi từ bên phải lao ra, mục tiêu bọn hắn là ta. Tiêu Phàm truyền âm cho đám người nói, yên tâm, ta muốn đi, ai cũng lưu không được. Đây là lực lượng Tiêu Phàm, hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy Lăng Phong bọn hắn, nếu như hắn liều mạng mà nói, lại chém giết một thất biến chiến thần vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua nếu như hắn dốc hết toàn lực mà nói, đoán chừng muốn chạy trốn cũng rất khó. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn mấy chiến thần đối diện, căn bản không có ý tứ thối lui, miệng hắn phun tiếng người nói, tam ca, ta lưu lại. Công tử, ta lưu lại, nuốt bọn hắn, ta nhất định có thể khôi phục đến ngũ biến chiến thần. Làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Chọc Thiên Hồng vậy mà cũng không rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, gật đầu nói, Tiểu Kim, nghe lời, người cùng bọn hắn đi, có Chọc Thiên Hồng giúp ta là được. Tiểu Kim giãy giụa, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn về vị trí Lăng Phong bọn hắn bay đi. Các ngươi đi tìm cửa ra vào thông hướng tầng thứ 5. Sau đó ta theo đi lên. Tiêu Phàm truyền âm cho đám người nói, trên mặt lộ ra ý cười tự tin. Đối mặt hơn 30 chiến thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận, hắn một người muốn đi, xác thực không ai có thể ngăn được, nhưng có Lăng Phong bọn hắn, vậy liền chưa hẳn. Hơn nữa, hắn sợ nhất chính là Minh La cùng người chiến thần điện lấy Lăng Phong bọn hắn đến uy hiếp bản thân. Hiện tại ánh mắt chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn đều trên người bản thân, đây là một cơ hội rất tốt, chỉ cần bọn hắn thoát ra ngoài, Tiêu Phàm liền có thể không cố kỵ gì. Tiêu Phàm giữ Chọc Thiên Hồng lại có một ý nghĩ khác, năng lực Chọc Thiên Hồng đặc thù, những lão bất tử này mặc dù là chiến thần cảnh nhưng thọ nguyên cũng đoán chừng còn thừa không có mấy. Chọc Thiên Hồng cố nhiên không phải đối thủ bọn hắn. Nhưng có thể thôn phệ huyết khí cùng thọ nguyên trên người mấy người là có thể kiềm chế mấy kẻ lục biến cùng thất biến chiến thần. Tiểu Kim cùng Lăng Phong bọn hắn nhanh chóng hướng về một phương hướng phá vây, Minh La tự nhiên nhìn ra kế hoạch bọn hắn, lập tức quát to, đừng để bọn hắn chạy. Ồn ào, Tu La thần rực dương ra, giống như chớp lóe xuất hiện cách Minh La không xa, sắc mặt Minh La biến hóa, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Không thể không nói tốc độ của hắn rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ yếu hơn Tiêu Phàm. Đương nhiên, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, dù sao Tiêu Phàm chém giết qua chiến lão Tam, hơn nữa một màn vừa mới diệt sát chiến lão Lục còn rõ mồn một trước mắt. Hắn mặc dù cũng có thể cùng thất biến chiến thần chiến một trận, nhưng tuyệt đối không làm dễ dàng được như Tiêu Phàm như vậy. Tiêu Phàm uổng công vô ích, trong mắt lóe lên một vòng hung ác, cũng đúng lúc này, ba thất biến chiến thần khác giết đi lên, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong. Đi, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét to của Lăng Phong, bọn hắn nhìn thấy tam đại thất biến chiến thần bị Tiêu Phàm hấp dẫn, không chút do dự vừa thoát vòng vây. Bọn hắn muốn kịp thời tìm ra cửa vào thông hướng tầng không gian thứ 5, chỉ cần đi vào tầng thứ 5,
áp chế người chiến thần điện càng thêm lợi hại, bọn hắn sẽ có cơ hội. Chọc Thiên Hồng ở phía xa mở đường cho Lăng Phong bọn hắn, những nơi xúc tu đi qua mang theo mảng lớn sương mù màu máu. Hắn chính là đại sát khí trên chiến trường, năng lực quỷ dị cơ hồ không ai có thể ngăn cản, vẻn vẹn mấy tức liền mang theo Lăng Phong bọn hắn giết ra ngoài. Bất quá, Chọc Thiên Hồng lại không rời đi, lần nữa đánh trở lại, những tu sĩ chiến thần điện trong mắt hắn chỉ là một chút con mồi mà thôi. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi khôi phục đỉnh phong, đến thời điểm tốt giết đến tận chiến thần điện. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn rời đi, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, lập tức nhe răng cười nhìn ba người xung quanh nói, ba thất biến chiến thần, các ngươi sợ ta như vậy sao? Hừ, sợ ngươi, giết Tam Ca, lại giết Lục Đệ, cho dù không có mệnh lệnh phó điện chủ ta cũng muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Lão giả chiến giáp màu đen mở miệng nói. Không biết ngươi lại xếp hạng thứ mấy? Tiêu Phàm cười nói. Bản tôn chiến thiên tứ. Hắc sắc chiến giáp lão giả sát khí nặng nề nói. Nếu như chiến lão lục biết Liễu An không đi chấp hành mệnh lệnh, chiến thiên tứ cùng chiến thiên ngũ cũng đã tiến vào tầng thứ tư, đoán chừng cũng bị dọa gần chết, vi phạm mệnh lệnh là tội chết. Chiến thiên tử, thứ tự này không sai, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thân thể đột nhiên cực tốc hướng về không trung lao đi. Ba người chiến thiên tứ phản ứng rất nhanh, đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ lên như diều gặp gió, lôi điện áo nghĩa đáng sợ mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Bảy thành lôi điện áo nghĩa oanh kích lấy thân thể Tiêu Phàm, dù tu la thần thể cực kỳ cường đại cũng vẫn nổ máu thịt be bét. Bất quá điểm thống khổ này đối với Tiêu Phàm mà nói lại không tính là gì, quá trình tu luyện vô tận chiến quyết vốn là hết sức thống khổ, điểm thống khổ này đối Tiêu Phàm mà nói còn trong giới hạn chịu đựng. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình, thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, biến hóa bất thình lình làm chiến thiên tứ không kịp theo. Ngay sau đó, Tiêu Phàm di động hướng ngang, trong nháy mắt rời khỏi vòng vây ba người. Bị tam đại thất biến chiến thần vây công. Dù là Tiêu Phàm cũng có chút không chịu đựng nổi, vẫn lạc chỉ là sự tình sớm muộn, bất quá bây giờ lại tốt hơn nhiều. Thực lực hắn cố nhiên không phải đối thủ thất biến chiến thần, nhưng tốc độ hắn không thể chậm hơn so với thất biến chiến thần, bằng không mà nói, hắn sớm đã chết ở trong tay chiến lão tam. Muốn chạy, chiến thiên tứ nhìn thấy Tiêu Phàm chạy ra vòng vây, tưởng Tiêu Phàm chuẩn bị đào tẩu, lập tức không chút do dự nhào lên. Chạy, ta thật không nghĩ chạy qua. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn xác thực không chạy, Lăng Phong bọn hắn vừa mới rời đi, nếu như bản thân chạy, chiến thiên tứ bọn hắn nhất định sẽ truy sát đám Lăng Phong, đến thời điểm nhất định sẽ dùng bọn hắn đến uy hiếp bản thân. Hắn nhất định phải lưu lại để hấp dẫn lực chú ý chiến thần điện cùng Minh La bọn hắn. Tiêu Phàm biết rõ, trong lòng chiến thần điện cùng Minh La, tính mạng mình trọng yếu hơn Lăng Phong bọn hắn nhiều. Nhìn thấy chiến thiên tứ đánh tới. Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ nhanh chóng lùi về phía sau, hắn hiện tại muốn kéo dài thời gian, chờ Lăng Phong bọn hắn tìm tới cửa ra vào tầng thứ 5, hắn liền có thể rời đi. Hiện tại hắn cũng không dám toàn lực chém giết, một khi thất bại, hắn liền có thể rơi vào trong tay Minh La đám người. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, thần lực Tiêu Phàm lại tiêu hao một thành, trong lòng hắn cũng bối rối, cứ tiếp tục trì hoãn, qua một lúc sức cùng lực kiệt, hắn khả năng liền phiền phức. Còn không có tìm ra cửa ra vào sao? Tiêu Phàm vừa chiến vừa trốn, trên người hắn nhiều chỗ bị thương, máu me đầm đìa. Bốn phía còn có chiến thần cảnh cường giả khác nhìn chằm chằm, hiện tại hắn dựa vào tốc độ còn có thể ngăn cản một hai, một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, hắn liền hẳn phải chết là không nghi ngờ. Duy nhất may mắn là Lăng Phong bọn hắn hiện tại đã trốn xa, coi như người chiến thần điện cùng nhau giết bọn hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Cốc lão, ngươi cũng tới, phải giết chết hắn. Nơi xa, Minh La một mực lạnh lùng quan chiến nói. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi, Tiêu Phàm đã gần như đến cực hạn, lúc này nếu như lại cho Tiêu Phàm một chút áp lực, cơ hội lưu lại Tiêu Phàm rất lớn. Cốc lão gật đầu, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến trường, tam đại thất biến chiến thần, tăng thêm một lục biến chiến thần, áp lực Tiêu Phàm trong nháy mắt tăng gấp bội. Hắn cơ hồ chỉ có thể chạy trốn. Lại không có sức phản kháng, nếu như không phải lĩnh ngộ ba thành sinh tử áo nghĩa, sức khôi phục kinh người, đoán chừng đã sớm tiếp nhận không được. Nếu đổi lại những người khác, đoán chừng đổ máu cũng đã chết,
khóe miệng Tiêu Phàm chảy máu, con người đỏ bừng lộ ra quang mang khát máu, giống như một đầu sói đói liếc nhìn lấy bốn phía. Còn đang suy nghĩ chạy trốn, ngươi trốn không thoát, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Chiến lão tứ cười lạnh nói, hắn mặt ngoài mặc dù khinh thường, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm lấy tam biến chiến thần làm cảnh giới ngạnh kháng tam đại thất biến chiến thần, cái này không phải người bình thường có thể làm được, hắn không hổ là Tu La Điện điện chủ. Ngươi đã cùng đường mặt lộ, đừng hòng dẫy dụa. Cốc lão cực kỳ khinh thường, nghĩ đến hiện tại có thể giết chết Tiêu Phàm, trong lòng bọn hắn đều kích động. Lịch đại Tu La Điện chủ, kẻ nào không phải tung hoành thiên hạ, quát tháo phong vân, cho tới bây giờ không thể chết ở trên tay những người bình thường bọn hắn, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, cái này đối với bọn hắn mà nói là một loại vinh dự vô cùng. Vậy à, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, thần sắc bỗng trở nên cực kỳ bình tĩnh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn nở rộ ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trước người một tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ cách mấy trăm trượng bên ngoài, phốc một tiếng, Tu La kiếm cắm vào lồng ngực người kia. Rầm 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 rầm, Tu La kiếm điên cuồng rút ra lực lượng thể nội, phát ra thanh âm người uống nước, nghe được thanh âm này, chiến thần cảnh cường giả nơi xa không khỏi hít một hơi lạnh. Một hơi không đến, máu tươi cùng tinh khí thần người kia liền bị Tu La kiếm rút ra không còn, lực lượng Tiêu Phàm bỗng nhiên khôi phục mấy phần. Cùng đường mạt lộ sao? Không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói chân chính giết chóc hiện tại mới bắt đầu. Chân chính giết chóc, hiện tại mới bắt đầu. Thanh âm Tiêu Phàm rất bình tĩnh, nhưng những chiến thần cảnh sơ kỳ kia nghe vậy không khỏi lạnh run, thậm chí ngay cả chiến thần cảnh trung kỳ tứ biến cùng ngũ biến chiến thần cũng cảm giác toàn thân có chút lạnh. Tiêu Phàm chém giết chiến lão lục thất biến chiến thần còn rõ mồn một trước mắt. Vừa lại nhìn thấy Tiêu Phàm miểu sát tam biến chiến thần, trong lòng bọn hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Hắn vừa rồi còn ẩn tàng thực lực, còn người cốc lão hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Hắn không phải ẩn tàng thực lực, là cố ý yếu thế, cho những người kia cơ hội chạy trốn. Chiến lão tứ bỗng nhiên minh bạch, vừa tức vừa giận. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên đem bạn Tiêu Phàm lưu lại. Như thế có thể dùng để uy hiếp Tiêu Phàm thúc thủ chịu trói. Bây giờ khẳng định không có khả năng, đồng bọn Tiêu Phàm đều sớm đã không thấy tăm hơi. Mặc kệ hắn là ẩn tàng thực lực, hay là cố ý yếu thế, hắn hiện tại đã sắp đến cực hạn, giết hắn cũng không phải chuyện khó khăn. Một lão già mở miệng nói, sát cơ lộ ra. Không sai, bất quá Tu La kiếm rất quỷ dị, có thể hấp thu lực lượng người khác, chỉ cần tứ biến chiến thần cùng với người phía dưới. Không cho hắn cơ hội đánh lén, hắn liền không cách nào khôi phục thể lực, chúng ta giết hắn như mổ heo chó. Sắc mặt một thất biến chiến thần khác âm trầm vô cùng. Chiến thiên tứ nghe vậy, hai tay chấn động, quát lạnh nói, tất cả mọi người phía dưới tứ biến chiến thần lui lại, những người khác đem hắn vây quanh. Vâng, người chiến thần điện nghe vậy, mười mấy người trong đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Bọn hắn trước mặt Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ là nguồn suối để Tiêu Phàm bổ sung lực lượng mà thôi, lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị. Thế nhưng Tiêu Phàm sẽ để cho bọn hắn rời đi sao? Hiển nhiên sẽ không, những người này đều đã cùng dị tộc cấu kết với nhau, hơn nữa khẳng định đã bị chiến luân hồi khống chế, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha bọn họ? Không nói bọn hắn có thể bổ sung Tu La thần lực, chỉ bằng tương lai bọn hắn nhất định là địch nhân chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. A một tiếng hét thảm truyền đến, trong đó một tam biến chiến thần bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng, vẻn vẹn một hơi thời gian đem tinh khí thần của hắn thôn phệ không còn một mảnh. Loại cảm giác này Tiêu Phàm cảm giác hết sức kỳ lạ, hắn có loại hào khí một kiếm nơi tay, ta có thiên hạ. Loại năng lực Tu La kiếm này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên không thôi, khó trách hắn có thể đứng đầu lịch cổ thập đại thần binh. Chỉ cần Tu La kiếm nơi tay. Tiêu Phàm cũng cảm giác nắm giữ lực lượng vô cùng vô tận, Tu La thần lực thể nội cũng dùng mãi không hết. Hắn cũng rốt cục biết rõ tại sao vạn năm đến nay, tất cả tu sĩ lại e ngại Tu La Điện Chủ như thế. Nhiều người đối với Tu La Điện Chủ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn dựa vào tiêu hao thần lực để tiêu hao Tu La Điện Chủ vậy cũng cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như cường giả cao giai đủ để trong nháy mắt gạt bỏ Tu La Điện Chủ, giá trị lại không giống.
nhưng mấu chốt là những người này thực lực mặc dù cường đại, lại hoàn toàn không bằng tốc độ Tiêu Phàm. Thu hồi thần lực chi tinh, Tiêu Phàm lần nữa động, nhào về phía mấy chiến thần cảnh sơ kỳ khác. Dừng tay, chiến lão tứ phẫn nộ gầm thét, tốc độ của hắn cũng đạt tới cực hạn, không chậm hơn so với Tiêu Phàm bao nhiêu. Bất quá, Tiêu Phàm chiếm lấy quyền chủ động, chiến lão tứ căn bản không biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì. Trong hư không, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ Tiêu Phàm liền chém giết tất cả chiến thần cảnh sơ kỳ, được mười mấy mai thần lực chi tinh không nói, tu la thần lực cũng khôi phục không ít. Lúc này, Tiêu Phàm lại đem răng nanh bản thân nhìn về phía những tứ biến chiến thần đó, nửa chén trà nhỏ săn giết, Tiêu Phàm chẳng những không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần bắt đầu sung mãn. Sát ý trên người hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Tu la áo nghĩa ẩn ẩn có loại muốn đột phá. Tại chiến thánh cảnh đỉnh phong lắng đọng lâu như vậy, lại tăng thêm bác lão để Tiêu Phàm bên trong thời không bí cảnh vạn năm trước tu luyện 3 năm, chém giết 3 năm. Tiêu Phàm đối với tu la áo nghĩa lĩnh ngộ sớm đã chạm tới cấp độ đệ tam, đây cũng là nguyên nhân hắn vì gì đột phá chiến thần cảnh chính là nhị biến chiến thần. Tu la áo nghĩa bao gồm sát lục áo nghĩa, chỉ có bên trong giết chóc cùng huyết vũ mới có thể không ngừng thuế biến. Giết, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu man hoang mãnh thú nhào về phía một tứ biến chiến thần, những chiến thần cảnh này đại bộ phận đều là dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cùng vận dụng, nơi nào thâm ảo bằng Tiêu Phàm. Chính là chiến thần cấp thấp dựa vào tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa đoán chừng cũng có thể vượt giai đối phó bọn hắn. Đây cũng là một cái tai hại khi luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh. Thiên tài chân chính tuyệt đối sẽ không đi luyện hóa thần lực chi tinh để đột phá. Tất cả mọi người dùng toàn lực, đừng có lưu thủ. Chiến thiên tứ triệt để tức giận, Tiêu Phàm dưới mắt bọn hắn đại khai sát giới, bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được. Hơn nữa bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm đang không ngừng mạnh lên, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Nếu để cho hắn đột phá tứ biến chiến thần, bọn hắn muốn giết chết hắn khả năng liền càng thêm gian nan. Bọn hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm căn bản không phải đột phá tứ biến chiến thần, mà là đang lĩnh ngộ đệ tam thành tu la áo nghĩa. Được, đám người gật đầu, sau một khắc, khí thế trên người chiến lão tứ cùng ba thất biến chiến thần cùng cốc lão mấy lục biến chiến thần kịch liệt tăng lên. Thiêu đốt thần lực, Tiêu Phàm cau mày, hắn không nghĩ tới những người này cũng dám liều mạng như vậy. Thiêu đốt thần lực đối với thần lực tiêu hao cực lớn, hơn thời điểm bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bất quá trong nháy mắt phát huy ra uy lực cũng so với bình thường cường đại không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng có nhược điểm rõ ràng, chính là chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn, một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, thực lực bọn hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí chỉ có thể biến thành thịt cá mặc người chém giết. Trước đó chiến lão tam sử dụng thủ đoạn so với cái này còn mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cảm giác nặng nề. Chiến lão tam bộc phát ra ba đòn đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là yếu đi mà thôi, còn nắm giữ lực lượng thất biến chiến thần. Nhưng chiến thiên tứ bọn hắn thiêu đốt thần lực lại có di chứng cường đại, đoán chừng không cần 10 cái hô hấp thời gian, bọn hắn liền sẽ sụi lơ thành một bãi thịt nát. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Tiêu Phàm còn dám đánh cược một lần, nhưng hiện tại hắn cũng không dám cùng mấy người ngạnh kháng, giờ phút này chiến lão tứ bọn hắn tuyệt đối nắm giữ thực lực bát biến chiến thần. Không phải hắn có thể đối địch. Công tử, trong này, thanh âm Trọc Thiên Hồng từ đằng xa truyền đến, trong miệng còn đang nhai nuốt lấy một mai quang đoàn, ăn say sưa ngon lành. Ánh mắt đám người lúc này mới rơi vào trên người Trọc Thiên Hồng, lại phát hiện Trọc Thiên Hồng từ mặt đất vọt lên, khí thế trên người so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Ngũ biến chiến thần, đám người hơi co rụt lại, bọn hắn lúc này mới phát hiện những người bị Tiêu Phàm giết chết kia. Tất cả mệnh cách đều bị Trọc Thiên Hồng nuốt chửng lấy. Nhưng mà vừa mới lại không có một người chú ý tới Trọc Thiên Hồng tồn tại, bởi vì lực chú ý bọn hắn đều ở trên người Tiêu Phàm. Trọc Thiên Hồng, người không khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân thể vút qua, lách mình liền xuất hiện ở bên người Trọc Thiên Hồng, trên mặt lộ ra sán lạn ý cười. Hắn vừa mới sở dĩ quyết đoán giết chóc như thế, thứ nhất là vì bổ sung thể lực. Hai là hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người, mà chính yếu nhất chính là để Trọc Thiên Hồng đột phá. Nuốt 10 mệnh cách cùng thọ nguyên chiến thần cảnh, Trọc Thiên Hồng rốt cục không phụ kỳ vọng,
khôi phục lại ngũ biến chiến thần. Đây là nhờ có công tử, hiện tại những người này liền giao cho ta. Chọc Thiên Hồng biến thành hình người, khẽ mỉm cười nói, nhìn về phía Chiến Thiên Tứ bọn hắn, trên người phát ra khí tức cường đại, chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia khinh thường. Mấy người Chiến Thiên Tứ cau mày, ánh mắt nhìn về phía Chọc Thiên Hồng tràn đầy kiêng kỵ. Chọc Thiên Hồng là thần thú Chọc Mệnh Thiên Vĩ, năng lực quỷ dị tuyệt đối là khắc tinh tu sĩ thế hệ trước. Bọn hắn mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng thọ nguyên cũng tiêu hao mấy ngàn năm, chỗ nào đủ cho Chọc Thiên Hồng thôn phệ. Dù là bọn hắn bây giờ có được lực lượng bát biến chiến thần, nhưng Chọc Thiên Hồng nếu như thiêu đốt thần lực, khẳng định cũng có thể bước vào lục biến chiến thần, bọn hắn không có người nào tuyệt đối nắm chắc giữ được Chọc Thiên Hồng. Ta ngăn lại hắn, các ngươi giết Tiêu Phàm. Lúc này, Chiến Thiên Tứ cực kỳ không cam lòng cắn răng nói, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, đã không rảnh bận tâm. Vâng, những người khác nhao nhao gật đầu, loại trạng thái này bọn hắn có thể cầm không được bao lâu, nếu như lần này giết không chết Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể chờ sau khi mở ra truyền tống thông đạo. Hơn nữa, lần này nếu như giết không chết Tiêu Phàm, qua một lúc bọn hắn khí tức yếu xuống, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thà rằng như vậy, không bằng hiện tại tử chiến, có lẽ còn có thể thành công. Vừa dứt lời, 10 ngũ biến chiến thần cường giả nhao nhao nhào về phía Tiêu Phàm, khí thế cuồng bá chấn hư không đều run rẩy lên, Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng hai người đón lấy áp lực đáng sợ. Thay ta ngăn chặn hai thất biến chiến thần, một kẻ còn lại giao cho ta. Tiêu Phàm truyền âm cho Chọc Thiên Hồng nói, trong mắt nở rộ sát cơ. Không có vấn đề, bất quá những lục biến chiến thần đó, đúng. Còn có Minh La, năng lực hắn thuấn di thập phần quỷ dị. Chọc Thiên Hồng lộ ra một tia lo lắng. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần ngăn chặn Chiến Thiên Tứ cùng một thất biến chiến thần khác là được. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động, thân thể hướng phía sau thối lui, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng Chiến Thiên Tứ bọn hắn nhìn thấy lại cười ha hả. Nguyên lai hắn là miệng cọp gan thỏ. Chiến Thiên Tứ cuồng tiếu một tiếng, tốc độ tam đại thất biến chiến thần bỗng nhiên tăng tốc, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên toát ra mấy đầu huyết sắc xúc tu giống như thần kiếm, Chiến Thiên Tứ cùng một thất biến chiến thần khác biến sắc, trên người hai người mang theo mảng lớn huyết phụ. Lão Ngũ, người đi giết Tiêu Phàm, chúng ta trước làm thịt quái vật kia. Âm thanh Chiến Thiên Tứ lạnh lùng nói, hắn tin tưởng, lấy thất biến chiến thần bọn hắn hợp lực. Chém giết Chọc Thiên Hồng nên không nói chơi. Vâng, áo xám lão giả Chiến Lão Ngũ cũng không quay đầu lại truy hướng Tiêu Phàm, bọn hắn qua một hơi đều là một loại lãng phí, thần lực thể nội tiêu hao cực nhanh, tùy thời đều có thể tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, đột nhiên ngừng thân hình, tu la thần dược chớp động ở giữa, thần lực thể nội bỗng nhiên như là biển cả gầm hét lên, tu la huyết mạch, thần long huyết mạch sôi trào. Vô tận chi hỏa đốt cháy, đồng thời, hắn điều động lực lượng tiểu thiên địa, khí thế thẳng bức lục biến chiến thần. Tu la áo nghĩa, xâm la vạn tượng, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đột nhiên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hiện lên vô số bóng đen, đồng thời còn có một cái biển máu bốc lên. Quỷ ảnh đầy trời phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, hung thần ác sát hướng về Chiến Lão Ngũ đánh giết. Bên trong huyết hải càng hiện ra vô số quỷ trảo, nắm lấy hai chân hắn. Huyễn cảnh, trong lúc nhất thời, tốc độ Chiến Lão Ngũ chậm lại không ít, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Bách hoa sát, sát na phương hoa, Tiêu Phàm vung ra hai kiếm, từ đầu vai Chiến Lão Ngũ xẹt qua, bắn ra vô số máu tươi, bất quá Chiến Lão Ngũ chung quy là thất biến chiến thần, tránh thoát được một kích tất sát. Đồng thời, hắn không lùi mà tiến tới. Trên mặt hiện lên một tia ý cười, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Chết đi! Chiến Lão Ngũ hét lớn, trường kiếm phốc một tiếng chui vào thể nội Tiêu Phàm, máu tươi bắn tung tóe. Công tử, nơi xa, Chọc Thiên Hồng kêu to, sốt ruột đẩy lui Chiến Thiên Tứ, hướng về vị trí Tiêu Phàm đánh giết đến. Ha ha, sốt cục chết, Lão Ngũ, ta làm được rồi. Chiến Thiên Tứ cười ha hả, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn tự nhiên là kích động không thôi. Ta liền nói giết hắn cũng không khó, như thế nào hắn cũng chỉ là một tam biến chiến thần mà thôi. Chiến Lão Ngũ khinh thường cười nói,
hắn một mực liền không có cho rằng Tiêu Phàm có thể sống sót. Ngươi hẳn cao hứng quá sớm. Khóe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi, một tay hắn gắt gao dắt lấy trường kiếm trong tay Chiến Lão Ngũ. Lôi điện áo nghĩa cuồng bá không ngừng phá hủy thân thể hắn, bất quá lại bị một cỗ lực lượng trong cơ thể Tiêu Phàm ma diệt không còn một mảnh. Gần như đồng thời, một cái tay khác Tiêu Phàm bắt lấy chiến bả vai Lão Ngũ, trên mặt hiện lên một vòng tà tà ý cười. Mà lúc này, sau lưng Chiến Lão Ngũ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, Tu La áo nghĩa, vô tận sát lục. Chiến Lão Ngũ lúc này mới phát hiện, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đã không thấy đâu, hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy sau lưng còn có một Tiêu Phàm khác. Phân thân, sắc mặt Chiến Lão Ngũ hoàn toàn thay đổi, bất quá hắn muốn rút đã không kịp nữa, Tiêu Phàm phía trước gắt gao nắm lấy bả vai hắn. Phốc phốc huyết phũ huy sái, phía sau bộc phát ra kiếm khí vô cùng vô tận, trực tiếp bao phủ Chiến Lão Ngũ lại, hắn ra sức thoát khỏi trói buộc Tiêu Phàm phía trước, một bàn tay đem Tiêu Phàm bắn nát. Nhưng mà làm hắn mắt trợn tròn là Tiêu Phàm trước mắt chỉ là từ linh hồn chi lực cùng thần lực ngưng tụ thành, chỉ là bởi vì quá mức chân thực, nên hắn đều nhìn không ra thật giả. A tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ trong miệng Chiến Lão Ngũ truyền ra, huyết nhục trên người hắn bị kiếm khí xé mở, dù hắn có lôi điện áo nghĩa cũng khó ngăn trở được. Bất quá, loại tình huống này vẻn vẹn kéo dài một hơi, Chiến Lão Ngũ đột nhiên cảm giác lực lượng bản thân bị rút lấy không còn, thể nội như có một cái vòng xoáy không đáy điên cuồng thôn phệ thần lực hắn. Phệ hồn huyết tầm, điều tra tình huống thần thể bản thân, con người Chiến Lão Ngũ co rụt lại. Hắn hoàn toàn không biết thể nội bản thân lúc nào có một con phệ hồn huyết tầm. Phệ hồn huyết tầm ở bên ngoài căn bản sẽ không đặt vào trong mắt Chiến Lão Ngũ, nhưng hiện tại đang ở trong thể nội hắn, thực lực Chiến Lão Ngũ cường đại như thế cũng không làm gì được. Thần lực và linh hồn chi lực hắn cũng trong nháy mắt bị phệ hồn huyết tầm thôn phệ không còn một mảnh. Cút ngay, nơi xa, ý cười trên mặt Chiến Thiên Tứ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy dữ tợn. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào đột nhiên chuyển bại thành thắng. Vừa rồi Chiến Lão Ngũ còn rõ ràng ở vào thế thượng phong, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh rồi, nhớ tới một màn trước đó Tiêu Phàm chém giết Chiến Lão Lục, trong lòng Chiến Thiên Tứ không khỏi có chút lạnh. Hắn ra sức xông mở Chọc Thiên Hồng ngăn cản, nhưng mà Chọc Thiên Hồng cũng đang thiêu đốt thần lực, cuốn lấy bọn hắn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi lên giết hắn. Chiến Thiên Tứ đành phải hướng về phía tu sĩ Chiến Thần Điện quát. Những người khác đã sớm bị Tiêu Phàm dọa không nhẹ, do dự dự, căn bản không có người nào dám xông lên. Hai hơi sau, thanh âm Chiến Lão Ngũ két két vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước người Chiến Lão Ngũ, một tay cắm vào bên trong mi tâm Chiến Lão Ngũ, trong tay bỗng nhiên thêm ra một khỏa tinh thể lập lòe tỏa sáng. Ngay sau đó, một đạo huyết quang bắn vào huyết mạch Tiêu Phàm, chính là phệ hồn huyết tầm, bất quá giờ phút này phệ hồn huyết tầm so với trước không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Chọc Thiên Hồng, cho ngươi. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tiện tay đem thi thể Chiến Lão Ngũ ném qua. Đa tạ công tử. Chọc Thiên Hồng mừng rỡ, mệnh cách Chiến Lão Ngũ đối với hắn mà nói là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm. Đột nhiên hai mắt giật một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong huyết mạch, làm hắn chấn kinh là phệ hồn huyết tầm vậy mà toàn bộ biến thành kim sắc, giống như tiểu kim. Đây là phệ linh thần tầm. Phệ linh thần tầm chính là thần thú, toàn thân hiện lên kim sắc, có thể nuốt thần linh chi khí cùng linh hồn chi lực, không biết so với cửu giai hồn thú phệ hồn huyết tầm cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tiêu Phàm không nghĩ tới phệ hồn huyết tầm đột phá thần giai vậy mà lần nữa phát sinh dị biến, thuế biến thành thần thú. Chiến Lão Ngũ chết cũng đáng giá. Tiêu Phàm cười nói, phệ hồn huyết tầm nuốt hồn lực Chiến Lão Ngũ rốt cục đột phá đến thần giai. Hơn nữa Tiêu Phàm tin tưởng, phệ hồn huyết tầm tuyệt đối không chỉ đột phá thần giai đơn giản như vậy, chí ít cũng là nhị biến, thậm chí tam biến chiến thần. Lập tức tâm thần Tiêu Phàm rời khỏi bên trong huyết mạch. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng lại bổ sung một câu, lần này mặc dù nguy hiểm trùng điệp, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thu hoạch lại cực kỳ to lớn. Trừ Chọc Thiên Hồng cùng phệ hồn, thí thần cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, mười mấy hai mươi thần tính chiến thần cảnh toàn bộ bị nó thôn phệ, đoán chừng cách thất biến chiến thần cũng không xa, bất quá,
không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là tận lực không sử dụng lực lượng thí thần. Nếu như để cho người ta biết, át chủ bài to lớn nhất của Tiêu Phàm cũng không phải là tự thân, mà là thí thần thú, lại không biết có ý nghĩ gì. Bất quá, Tiêu Phàm lại không bại lộ thí thần, nếu như chiến. Nghe được Tiêu Phàm nói, Trọc Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, không phải thực lực bọn hắn yếu, mà là không gian này đối với thất biến chiến thần áp chế quá lớn, thực lực bọn hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lục biến chiến thần mà thôi. Tương phản, lực lượng áp chế chúng ta tương đối nhỏ, liên tiếp giết bọn hắn cũng không khó, nếu như tiến vào tầng không gian thứ 5, chúng ta giết bọn hắn sẽ càng đơn giản hơn. Tiêu Phàm gật đầu, nói, đây đúng là một phương diện. Nhưng một phương diện khác đoán chừng bọn họ đều là luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, ta cảm giác những tứ biến chiến thần đó vận dụng áo nghĩa còn không bằng ta. Cùng giai bên trong lại có mấy người có thể so với công tử đây? Trọc Thiên Hồng cười khổ nói, hắn cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là nói một sự thật. Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh là dựa vào bản thân lĩnh ngộ, mà đại bộ phận tu sĩ chiến thần điện đều luyện hóa thần lực chi tinh, chênh lệch dĩ nhiên vô cùng lớn. Hơn nữa, át chủ bài Tiêu Phàm quá nhiều, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch liền có thể làm hắn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, lại tăng thêm tu la thần thể, lực lượng Tiêu Phàm đã không kém gì lục biến chiến thần. Mặt khác, lực bộc phát hắn cũng dị thường đáng sợ, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể chém giết thất biến chiến thần. Lão đại bọn hắn đoán chừng còn không có tìm tới cửa vào tầng không gian thứ 5. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú băng tinh quái vật nơi xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đám lăng phong rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng lại giết không chết những con quái vật này. Cứ như thế, đám lăng phong đoán chừng sẽ bị mài chết. Công tử, hình như là băng tộc. Đột nhiên, Trọc Thiên Hồng mở miệng nói, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Băng tộc, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn gặp qua hai người băng tộc, Long Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết chính là băng tộc huyết mạch, hồi tưởng một chút. Loại cảm giác lãnh cảm này quả thật có chút cùng loại, bất quá lại không hoàn toàn giống nhau. Sau đó lại hỏi, băng tộc cùng băng tộc huyết mạch có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên khác. Trọc Thiên Hồng không chút do dự hồi đáp, một loại là thể chất, một loại là huyết mạch, thể chất thiên về thể tu, mà huyết mạch thiên về thần hồn, cũng chính là thần tu. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết thể chất cực kỳ thưa thớt, cho đến bây giờ hắn cũng chỉ gặp qua mấy người mà thôi. Nhưng mà thập đại băng tinh quái vật trước mắt vậy mà đều là thể chất đặc thù, Tiêu Phàm làm sao không kinh ngạc cho được. Bất quá, ta cảm giác những băng tinh quái vật thể chất này rất kỳ lạ, không giống như băng tộc thể chất chân chính, chỉ là ẩn chứa một tia băng tộc thể chất đặc tính mà thôi. Trên mặt Trọc Thiên Hồng lộ ra vẻ ngờ vực. Ha, Tiêu Phàm hơi nghi hoặc. Tam ca, Trọc Thiên Hồng nói không sai, những kẻ này cũng không phải là băng tộc chân chính. Tựa như bị người cưỡng ép tạo ra, bọn chúng có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu băng chi áo nghĩa mảnh không gian này, cho nên có thể bất tử. Không đợi Trọc Thiên Hồng giải thích, Tiểu Kim nhíu mày nói. Hắn trước đó bởi vì quá mức lo lắng cũng không nhìn ra những băng tinh quái vật bất phàm, đến hiện tại cẩn thận quan sát, lại phát hiện chỗ khác thường của bọn chúng. Nhân tạo, Tiêu Phàm kinh dị không thôi, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nói, những băng tinh quái vật này đều có thực lực tam biến chiến thần, người có thể tạo ra bọn chúng sẽ cường đại như thế nào đây? Chí ít, lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại đều không có khả năng tạo ra quái vật cường đại như thế. Dù hồn điêu chi thuật hắn đã đến gần vô hạn cấp thủy tổ, nhưng nhiều nhất có thể chế tạo hồn điêu nhất biến chiến thần mà thôi. Nghe vậy, Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng cũng cau mày, điểm này không thể hoài nghi, thực lực người tạo ra bọn chúng khẳng định vô cùng cường đại. Những quái vật này chẳng lẽ vốn chính là băng tuyết thế giới? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn quan sát nhược điểm những băng tinh quái vật, cũng không có lập tức xuất thủ. Bốn phía cũng có không ít người núp trong bóng tối vây xem chiến đấu nơi xa, trong lòng tất cả mọi người đều không bình tĩnh, phải biết, nơi này sẽ áp chế lực lượng chiến thần cảnh, nhưng mà những người này lại có thể phát huy ra thực lực chiến thần cảnh, chuyện này bảo bọn hắn bình tĩnh như thế nào? Nếu như những người này cùng bọn hắn tranh đấu, ai có thể là đối thủ của bọn họ? Ta được Nguyệt Thần Cung truyền thừa ghi chép, năm đó Nguyệt Thần Cung một phân thành hai, một nửa truyền thừa khác bị tu sĩ Nguyệt Thần Cung khác mang đi, bọn hắn biến mất mấy ngàn năm, vô cùng có khả năng đi tới thần linh cấm khu. Tiểu Kim giải thích nói.
ngươi đã được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, vậy ngươi hẳn biết nhược điểm những quái vật băng này tộc này chứ? Chọc Thiên Hồng có chút hâm mộ Tiểu Kim. Đây chính là thế lực thí thần thú lưu lại, năm đó khẳng định có không ít thú tộc lưu lại truyền thừa, bây giờ đều rơi vào trong tay Tiểu Kim, phần tạo hóa này không đơn giản. Tiểu Kim gật đầu, nói, giết chết bọn chúng thì dễ, nhưng nếu như dẫn tới băng tinh quái vật càng cường đại hơn thì sao? Chọc Thiên Hồng không nói, Tiểu Kim nói có lý, nếu như đối phương là ác ý công kích, hoặc muốn bắt Tiểu Kim, giết đám này khả năng sẽ xuất hiện băng tinh quái vật càng cường đại. Mặc kệ mục tiêu bọn họ là cái gì, hiện tại bọn hắn giết huynh đệ ta, cố ý cũng tốt, không cố ý cũng được, giết lại nói. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Mặc dù Tiểu Kim trước đó nói những băng tinh quái vật này cũng không có ác ý gì, nhưng chúng nó đã uy hiếp an nguy đám Lăng Phong, ở trong mắt Tiêu Phàm, chính là một đám người chết. Tiểu Kim còn có chút do dự, bất quá thanh âm Tiêu Phàm vừa dứt liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã là trước người Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão Tam, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vẻ lo lắng trên mặt Nam Cung Tiêu Tiêu biến mất không thấy nữa, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lão Tam, những quái vật này căn bản giết không chết. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cũng lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, thần sắc khá là ngưng trọng. Giết không chết, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không tin trong thiên hạ còn có sinh vật giết không chết, chỉ cần có sinh mệnh liền sẽ có cuối cùng. Lăng Phong còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại đột nhiên hướng về một đầu băng tinh quái vật mấy chục trượng bay đi, cả người như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, xuyên qua thân thể băng tinh quái vật. Trong tay hắn nắm một mai tinh thể lập lòe quang mang và một đoàn bạch sắc quang mang. Phốc, Tiêu Phàm dùng sức nắm, bạch sắc quang mang trong tay bỗng bạo tán, hóa thành một trận quang vũ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, sự tình phát sinh khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy băng tinh quái vật khổng lồ bỗng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó lít nha lít nhít đường vân xuất hiện ở trên người băng tinh quái vật, một trận thanh âm ken két băng tinh vỡ vụn vang lên, băng tinh quái vật đột nhiên hóa thành một đống băng tinh rơi xuống đất. Chết, đám người lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn căn bản không biết Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào, chiến thần cảnh quái vật vậy mà liền chết. Bọn hắn chỗ nào biết Tiêu Phàm bóp nát mệnh cách băng tinh quái vật, mệnh cách nát, tự nhiên nó cũng sẽ chết, dù là chiến thần cũng vô dụng. Ha ha, công tử, vài đầu này giao cho ta. Chọc Thiên Hồng mừng như điên, đám này đều là con mồi để hắn khôi phục thực lực, hắn nào sẽ bỏ lỡ. Đột nhiên, trên người Chọc Thiên Hồng toát ra từng đầu huyết sắc xúc tu, trong nháy mắt cuốn lấy 8 đầu băng tinh quái vật. Xúc tu như một chuôi lợi kiếm cắm vào bên trong lồng ngực băng tinh quái vật phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Về phần một đầu quái vật cuối cùng, vừa định động thủ liền bị Tiêu Phàm một kiếm diệt sát, sau đó đem mệnh cách quang đoàn ném vào trong miệng Chọc Thiên Hồng. Chúng ta tìm mệnh cách bọn hắn lâu như vậy đều không tìm ra, không nghĩ tới Lão Tam liếc cái liền nhìn ra. Lăng Phong thập phần kinh ngạc nói. Đừng quên, Lão Tam là hồn điêu sư. Nam Cung Tiêu Tiêu ý vị thâm trường nói, hồn điêu sư nhìn ra vị trí linh hồn một người cũng không phải chuyên khó khăn gì. Lăng Phong gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười đắng chát, nói, vốn cho là ta đã hơn xa Lão Tam, không nghĩ tới Lão Tam vẫn một mực mạnh hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ bả vai Lăng Phong, cười an ủi, Lão Đại, chúng ta không cần cùng Lão Tam so biến thái, cùng hắn so hoàn toàn chính là đang chịu khổ. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất rất tán thành gật gật đầu, trừ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, cảnh giới bọn hắn mạnh hơn Tiêu Phàm, rốt cuộc không có người nào mạnh hơn Tiêu Phàm nữa. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người, phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh hướng về nơi đây nhanh chóng bay tới. Trên thân mỗi người phát ra khí tức đều vô cùng cường đại, chí ít cũng là cấp độ chiến thần. Chọc Thiên Hồng hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút do dự, đành phải quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần băng lãnh, nhàn nhạt nhìn mấy đạo thân ảnh một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Chọc Thiên Hồng, người không nghe thấy à, ta nói giết rồi nói. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, nhưng giờ phút này tu sĩ nơi này đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên nghe thấy lời Tiêu Phàm nói. Tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, những kẻ kia đều là chiến thần cảnh, lại bị Tiêu Phàm không nhìn.
Người ở đây đại bộ phận đều biết Tiêu Phàm, bởi vì hiện tại Tiêu Phàm đang bị Chiến Thần Điện truy nã, bất quá lại không có một ai dám lên trước. Có người trong lòng càng thầm mắng không thôi, Chiến Thần Điện truy nã Tiêu Phàm, đây quả thực là đem bọn hắn đẩy hướng tử lộ, nếu như trước đó nhịn không được ra tay với Tiêu Phàm, đoán chừng chết đều không biết chết như thế nào. Phần lớn người trong lòng may mắn, cũng may Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện liền biểu hiện ra thực lực không gì sánh kịp, liền chiến thần cảnh đều bị hắn miểu sát. Trọc Thiên Hồng nghe thấy Tiêu Phàm nói, chẳng những không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, quát to, vâng, công tử. Đột nhiên, tám đầu xúc tu Trọc Thiên Hồng cắm vào thể nội tám đầu băng tinh quái vật, có thể nhìn thấy một vệt sáng theo xúc tu tiến vào thể nội Trọc Thiên Hồng. Rất hiển nhiên, tám đạo lưu quang chính là mệnh cách tám đầu băng tinh quái vật, bởi vì đột phá thần giai cùng chiến thần cảnh, vô luận là nhân loại tu sĩ hay là hồn thú, mệnh cách đều sẽ ngưng tụ thành hình. Mệnh cách đối với Trọc Thiên Hồng mà nói, so với thần lực chi tinh còn hữu dụng hơn rất nhiều, lấy hắn bây giờ ngũ biến chiến thần thực lực, miểu sát tám đầu quái vật tam biến chiến thần tự nhiên không phải việc khó. Mất đi mệnh cách, tám đầu băng tinh quái vật bỗng nhiên rơi là tả trên đất, tám đầu xúc tu Trọc Thiên Hồng cuốn lên tám khỏa thần lực chi tinh nhanh chóng thu hồi. Tám khỏa hồn lực tinh lơ lửng trước người Tiêu Phàm, mà Trọc Thiên Hồng lại đứng chắp tay, tựa như cái gì đều không phát sinh. Một màn này phát sinh quá nhanh, cũng chỉ chừng hai cái hô hấp thời gian, nơi xa mấy người căn bản không kịp xuất thủ, tám đầu quái vật liền bị Tiêu Phàm chém giết. Cũng đúng lúc này, những bóng người kia đi tới gần, phẫn nộ nhìn chằm chằm Trọc Thiên Hồng, cầm đầu là một lão giả áo bào trắng cùng bạch bào thanh niên. Lão giả áo bào trắng gầy trơ cả xương, hai lông mày màu trắng rủ xuống gương mặt, đỉnh đầu thưa thất tóc trắng ghim một đầu bím tóc, cái cằm treo một túm râu dê, cả người tản ra khí thế lạnh cả người, nhiếp nhân tâm phách. Mà bạch bào thanh niên dáng người cao to, khôi ngô thẳng tắp, tư thế hiên ngang, mái tóc dài màu trắng trong gió phiêu đãng, vô hình bên trong tản ra một cỗ vương bá chi khí, ép tới không ít tu sĩ xung quanh không thở nổi. Ta bảo các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Bạch bào thanh niên trước tiên mở miệng, lạnh như băng nhìn xuống bọn Tiêu Phàm, một bộ dáng thượng vị giả, trên mặt đều là phẫn nộ và kiêu ngạo. Ngươi là thứ gì, bảo chúng ta dừng tay, chúng ta liền dừng tay sao? Thần sắc Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường, nói, vừa nãy bọn hắn giết chúng ta, các ngươi ở đâu? Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cũng lạnh lùng nhìn không chung, chỉ cần đối phương dám xuất thủ, bọn hắn nhất định tận hết sức lực. Bọn họ cùng băng tinh quái vật đã đại chiến một chút thời gian, những người này trễ không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này chạy đến rõ ràng là muốn bao che khuyết điểm. Ha ha, bạch bào thanh niên ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, theo ý cười hắn tràn ngập khắp nơi, toàn bộ bông tuyết chung quanh đông kết thành hàn băng, lúc này ý cười két két mà dừng. Sát khí nặng nề nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu nói, ta là thứ gì? Qua một lúc ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là thứ gì? Tiếng nói vừa dứt, mấy tu sĩ áo bào trắng phía sau hắn nhao nhao tiến lên, một bộ ra tay đánh nhau. Chỉ có lão giả áo bào trắng coi như bình tĩnh, con người hắn cực kỳ thâm thúy, sắc bén, liếc nhìn bọn Tiêu Phàm, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Kim. Dừng tay cho ta, còn có quy củ hay không? Mắt thấy mấy người bên cạnh chuẩn bị động thủ, lão giả áo bào trắng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quát lên. Đại trưởng lão, bọn hắn, bạch bào thanh niên thập phần không phục, hắn đằng đằng sát khí nhìn đám Nam Cung Tiêu Tiêu, tựa như muốn đem bọn hắn xé xác lột ra. Băng Cẩn, trước mặt tộc trưởng ngươi dám làm càn, ngươi có biết vị trước mắt này là người nào? Lão giả áo bào trắng âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Bạch bào thanh niên Băng Cẩn nghe vậy, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lão giả áo bào trắng, lão giả áo bào trắng hết sức trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, lão giả áo bào trắng đột nhiên rơi trên mặt đất, hướng về phía Tiểu Kim nơi xa nói, băng tộc Băng Diệp bái kiến cung chủ. Băng Cẩn bái kiến cung chủ, mong cung chủ chớ trách. Băng Cẩn cũng đột nhiên cúi thân thể, cung kính bái nói. Một màn này phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người ở đây một mặt kinh ngạc, bọn hắn căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra. Đám người Băng Cẩn vừa rồi còn đao kiếm đối mặt, khí thế hung hăng, trong nháy mắt vậy mà quỳ bái, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bái kiến cung chủ, mấy tu sĩ đi theo Băng Cẩn đi tới đầu tiên là nghi hoặc không hiểu,
sau đó nghĩ đến cái gì bỗng nhiên cung kính quỳ bái. Tiểu Kim một mặt kinh ngạc nhìn bọn Băng Cẩn, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói, các ngươi biết Nguyệt Thần Cung? Tất nhiên. Băng Diệp không chút do dự gật đầu, cung chủ, băng tộc ở thế giới băng tuyết này còn mời cung chủ di giá, tộc trưởng nếu như nhìn thấy ngài, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Tiểu Kim do dự, tiến về băng tộc hắn tự nhiên là muốn, bởi vì một nửa truyền thừa khác Nguyệt Thần Cung vô cùng có khả năng ngay trong tay băng tộc. Nhưng bọn hắn tới đây là vì tìm kiếm thần lực chi tinh, còn phải trưng cầu ý kiến Tiêu Phàm bọn hắn, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, đại ca, nhị ca, tam ca còn có ngũ ca, các ngươi nói sao? Lục đệ, ngươi nếu đi, chúng ta cùng ngươi đi. Lăng Phong không chút do dự nói ra, hắn vẫn tương đối cưng chiều Tiểu Kim. Mấy ngày chém giết chúng ta cũng mệt mỏi, vừa vặn có thể nghỉ ngơi. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng gật đầu. Ta tự nhiên không có ý kiến gì. Quan Tiểu Thất nhún nhún vai nói. Vậy đi thôi. Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng. Cử động mấy người tất cả đều in vào trong mắt Băng Diệp cùng Băng Cẩn. Hai người nhìn nhau cũng không nói gì thêm. Băng Diệp dẫn đầu phản ứng tới nói. Băng tộc hoan nghênh mấy vị làm khách, mời. Băng Diệp mảy may không đề cập tới sự tình trước đó Tiêu Phàm bọn hắn giết chết băng tộc quái thú. Trên mặt đều là nhiệt tình vẻ, thậm chí nhiệt tình hơi quá. Đa tạ mấy vị ca ca. Tiểu Kim một mặt ý cười, truyền âm cho Tiêu Phàm nói, tam ca, ta nói 10 đầu quái thú đối với chúng ta không có ác ý. Là ta hiểu lầm. Tiêu Phàm cười cười, truyền âm nói. Bất quá trong lòng hắn lại vô cùng ngưng trọng, Băng Diệp bọn hắn biểu hiện quá mức, trước đó khí thế hung hăng, sau khi nhìn ra thân phận Tiểu Kim liền trong nháy mắt cải biến quá nhiều, sự tình khác thường tất có yêu. Lão đại. Qua một lúc người phải tận lực hung hăng một chút. Đột nhiên Tiêu Phàm truyền âm cho Lăng Phong nói. Trong lòng Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn như thế nào không minh bạch ý tứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm là muốn để đám Băng Diệp nghĩ rằng bên trong mấy người, thực lực Lăng Phong hắn mạnh nhất. Bất quá mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh, cũng không có nhìn về phía Tiêu Phàm. Truyền âm nói, ngươi là hoài nghi băng tộc muốn gây bất lợi cho Tiểu Kim. 89/10, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Nhìn thái độ bọn hắn không giống mà, nếu như bọn hắn muốn đối phó Tiểu Kim. Lăng Phong nói ra, bất quá rất nhanh minh bạch tới, thực lực bọn hắn còn không đủ để ứng phó chúng ta, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta lừa gạt vào băng tộc. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, dù sao băng tộc đã từng xác thực thuộc về Nguyệt Thần Cung. Tiêu Phàm nói ra, biết rõ băng tộc gây bất lợi cho chúng ta, vậy vì sao ngươi còn muốn cùng theo? Lăng Phong không khỏi lo lắng. Tiểu Kim được Nguyệt Thần Cung truyền thừa chỉ có một nửa khác vô cùng có khả năng tại băng tộc. Tiêu Phàm con người vô cùng kiên định, nếu như có thể lấy đủ Nguyệt Thần Cung truyền thừa, đó là chuyện không thể tốt hơn. Một nhóm Tiêu Phàm rời đi, các tu sĩ khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Băng Diệp bọn hắn tại sao không động thủ với đám Tiêu Phàm. Nếu như có thể giết chết đám Tiêu Phàm, đó là chính là chuyện vô cùng tốt. Đáng tiếc. Chú định làm bọn hắn thất vọng, cho dù Tiêu Phàm chết, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Dưới sự hướng dẫn của đám người Băng Diệp, nhóm Tiêu Phàm xuyên qua từng tòa băng tinh sơn mạch và từng mảnh băng tinh bình nguyên, dòng dã một canh giờ, đám người lúc này mới dừng lại trước một tòa băng tuyết sơn cốc. Ngắm nhìn bốn phía băng tuyết thế giới, mấy người Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, nơi này so với nơi trước còn lạnh hơn, dù là chiến thần cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được cỗ hàn ý này. Bất quá đối với băng tộc mà nói nơi này lại là thánh địa, khó trách cả tộc băng tộc rời đến nơi này. Mê huyễn hồn giới, nhìn sơn cốc to lớn phía trước, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Khi Lăng Phong bọn hắn nhìn đến, sơn cốc này chỉ là một mảnh sông băng, cái khác đều không có, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, trong sơn cốc này lại là cung điện san sát, bóng người đông đảo, vô cùng náo nhiệt. Tất cả cung điện uy nghiêm rộng lớn đều từ băng tinh điêu khắc mà thành. Giống như từng tòa thủy tinh cung, toàn thân bốc lên hàn khí, thủ vệ bốn phía cung điện thập phần xâm nghiêm. Hồn văn cấp truyền kỳ bố trí thành, băng tộc vậy mà cũng có cao thủ dạng này. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Băng Diệp trưởng lão, không biết băng tộc ở đâu. Đột nhiên, Lăng Phong trước tiên mở miệng hỏi, Tiêu Phàm bảo hắn thể hiện, Lăng Phong tự nhiên muốn hấp dẫn lực chú ý đám Băng Diệp. Đến, ngay phía trước. Băng Diệp cười cười.
sau đó lấy ra một khối lệnh bài, kết mấy cái thủ ấn, hư không đột nhiên rung động một cái, đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng nhỏ bé. Xuyên thấu đi vào, tất cả trong sơn cốc lập tức bại lộ ra. Vậy mà bên trong có càn khôn, Lăng Phong thập phần kinh ngạc, mặc dù trong lòng hắn đã sớm đoán được. Mọi người, mời. Băng Diệp mời, trên mặt mang ý cười, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Chúng ta liền không khách khí. Lăng Phong cười cười, dẫn đầu bước vào bên trong liệt phùng, nếu như đã quyết định tiến vào, cho dù là đầm rồng hang hổ vậy cũng phải xông vào một lần. Nhìn thấy cử động Lăng Phong, Băng Diệp mỉm cười, trong lòng trầm ngâm nói, nhìn đến mấy người hẳn là lấy đại ca làm chủ, đoán chừng cũng chỉ hắn thực lực mạnh nhất, còn ngũ biến chiến thần, cũng phải cẩn thận một chút. Trong lòng Băng Diệp đối với thực lực nhóm Tiêu Phàm đã có đại khái, ngay sau đó, Tiểu Kim, Nam Cung Tiêu Tiêu, Trọc Thiên Hồng cùng Quan Tiểu Thất cũng nhao nhao bước vào trong đó. Tiêu Phàm đi cuối cùng, lúc tâm tư đám người đều ở hồn giới liệt phùng, Tiêu Phàm tiện tay vung ra một khỏa tiểu thạch đầu, lúc này mới tiến vào bên trong liệt phùng. Băng Diệp cùng Băng Cẩn nhìn nhau, trên mặt lộ ra ý cười đắc ý, tựa như âm mưu đạt được, sau đó mấy người nhao nhao bước vào bên trong hồn giới. Cũng đúng lúc này, tiểu thạch đầu mà Tiêu Phàm vứt bỏ ở ngoại giới đột nhiên tản ra một trận hồn lực ba động, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một chút hồn văn. Tiếp theo, một vệt sáng thoáng hiện, trên mặt băng rét lạnh đột nhiên lại xuất hiện một Tiêu Phàm, chính là linh hồn phân thân Tiêu Phàm. Phá vỡ hồn giới mặc dù không khó, nhưng nếu như băng tộc muốn gây bất lợi cho chúng ta, chạy ra hồn giới cũng chưa chắc có thể trốn qua bọn hắn truy sát, vẫn là làm thêm một tầng bảo hiểm mới được. Con người linh hồn phân thân Tiêu Phàm sâu thẳm vô cùng, sau đó bắt đầu bận rộn ở bốn phía. Tiêu Phàm bọn hắn mới vừa vào hồn giới, một cỗ băng lãnh chi ý đập thẳng vào mặt, nơi này so với ngoại giới còn lạnh hơn gấp bội, Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi lạnh run. Không hổ là băng tộc, nơi này rét lạnh, thậm chí ngay cả chiến thần cảnh đều ngăn cản không nổi. Quan Tiểu Thất run rẩy, hắn mặc dù là tứ biến chiến thần, nhưng rét lạnh thực sự quá biến thái. Nếu như nói còn có ai có thể ngăn cản được, cũng chỉ có Trọc Thiên Hồng ngũ biến chiến thần, dù Tiêu Phàm đều phải hơi hơi thôi động vô tận chi hỏa mới có thể chịu cỗ hàn ý này. Cung chủ, ta mang ngài tham quan băng tộc một chút, đại trưởng lão đi an bài chỗ ở cho các ngươi, ta đã thông chi tộc trưởng, qua một lúc chúng ta lại đi gặp tộc trưởng. Băng Cần xuất hiện ở bên người Tiểu Kim, thập phần cung kính nói. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đã tiến vào hồn giới, Băng Diệp bọn hắn vậy mà còn không động thủ. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền minh bạch, hồn giới chỉ là cấp truyền kỳ mà thôi, căn bản khốn không được những chiến thần cảnh bọn hắn. Hơn nữa, Băng Diệp cũng chỉ là thất biến chiến thần, đoán chừng kiêng kỵ thực lực Trọc Thiên Hồng cho nên không dám ở chỗ này tự tiện động thủ, nếu như bọn hắn chạy, lần sau đuổi tới khả năng liền không dễ dàng. Tham quan cũng không cần. Mang chúng ta đi gặp băng tộc tộc trưởng đi. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, trong lòng hắn chỉ muốn một nửa khác truyền thừa Nguyệt Thần Cung, nào còn có tâm tư đi dạo. Băng Cẩn lúc này do dự, gật đầu nói, được, ta liền mang ngài đi. Giờ phút này, Băng Diệp mang theo mấy người khác đã rời đi, Băng Cẩn một mình một người mang theo Tiêu Phàm bọn hắn đi trên đường cái, sau đó hướng về cuối con đường đi đến. Lão Tam, Băng Cẩn rõ ràng đang kéo dài thời gian, Băng Diệp bọn hắn rời đi muốn làm gì? Lăng Phong truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cười cười, nói, đuôi hồ ly đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lộ ra, bất quá nếu đến, chúng ta không thể tay không mà quay về. Trên tay băng tộc thật có một nửa khác truyền thừa Nguyệt Thần Cung. Trong lòng Lăng Phong thập phần hoài nghi, hắn được Thiên Phượng truyền thừa tự nhiên cũng biết Nguyệt Thần Cung tồn tại. Trước đó ta không xác định. Nhưng hiện tại ta có chín thành nắm chắc. Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói. Nếu như băng tộc không có Nguyệt Thần Cung truyền thừa, đoán chừng cũng sẽ không để ý Tiểu Kim như vậy, Băng Diệp bọn hắn rời đi, hơn phân nửa là nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là Băng Diệp bọn hắn lại như thế nào biết rõ Nguyệt Thần Cung truyền thừa trên người Tiểu Kim. Tiêu Phàm tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ được đáp án bản thân muốn. Mấy người đi theo Băng Cẩn tiến lên, bốn phía thỉnh thoảng có tu sĩ quăng tới ánh mắt kinh ngạc, có lẽ nơi của băng tộc hiếm có tu sĩ khác đến. Bất quá Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được,
đại bộ phận ánh mắt băng tộc đều rơi vào trên người Tiểu Kim, những băng tộc này có nhân loại tu sĩ, cũng có đủ loại hồn thú. Băng tộc chỉ là một cái cách gọi mà thôi, bọn họ là sủng nhi của băng chi áo nghĩa, ở chỗ này càng được trời ưu ái, cho nên bọn Tiêu Phàm nhìn thấy chiến thần cảnh đều không ít. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, băng cẩn đột nhiên dừng lại trước một tòa băng tinh cung điện nguy nga, nhìn về phía đám người nói, đến, mọi người cùng ta tiến đến. Băng cẩn không chút do dự dẫn đầu đi vào, thời khắc hắn quay người, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, một màn này Tiêu Phàm vừa lúc bắt được, vội vàng cho Lăng Phong một cái ánh mắt. Chờ chút, Lăng Phong đột nhiên ngăn đường đi băng cẩn lại, nhưng mà khi Lăng Phong chạm tới băng cẩn, thân thể băng cẩn đột nhiên hóa thành một băng tinh hình người. Người đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, băng tinh rõ ràng ngay tại nơi này, làm sao đột nhiên không thấy. Vừa dứt lời, đột nhiên một cánh tay từ trong hư vô nhô ra, một chưởng đánh vào bên trên lồng ngực Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu không kịp đề phòng, thân thể bay ngược ra, như tiễn rời dây cung bắn vào bên trong cung điện. Liền nhanh như vậy nhìn không được động thủ. Con người Lăng Phong vô cùng băng lãnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng băng tộc muốn cẩn thận chuẩn bị một phen mới đối phó bọn hắn, không nghĩ tới liền nhanh như vậy nhìn không được. Đi vào. Đột nhiên, một đạo thanh âm trong hư không vang lên, một bàn tay đánh vào trên người Lăng Phong cũng bị đánh vào bên trong cung điện. Một màn bất thình lình làm Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất dọa cho phát sợ, xúc tu quanh thân chọc thiên hồng vũ động, tìm kiếm lấy người đánh lén. Nhưng mà bốn phía lại vắng vẻ vô cùng, cái gì đều không có. Phải biết, chủ nhân thanh âm rõ ràng chính là băng cẩn, hơn nữa vừa mới rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao đột nhiên không thấy. Chỉ có hình nhân băng điêu băng cẩn lưu lại vẫn đứng sừng sững ở đó, bất quá chỉ là băng điêu mà thôi. Người bắt không đến hắn, làm thế này. Trong mắt Tiêu Phàm đột nhiên phóng lãnh quang, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện Tu La Kiếm. Tu La Kiếm nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên chạm vào hư không, quỷ dị là hư không đột nhiên bắn ra một đạo máu tươi. Cái này, Quan Tiểu Thất kinh ngạc không thôi, hư không rõ ràng cái gì đều không có, làm sao lại đổ máu đây? Sau một khắc, Tiêu Phàm lại động, dưới chân hắn vừa nhảy, Tu La Kiếm hung hăng cắm ở hư không, động tác nhìn qua thập phần quái dị, bởi vì trước người hắn cái gì đều không có. Bất quá, làm đám người mắt trợn tròn là... Theo Tu La Kiếm cắm vào, một tiếng hét thảm truyền đến, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trong hư vô rơi xuống. Băng cẩn, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn đạo bóng người, đều là vẻ khó tin, băng cẩn đang ở trước mắt, nhưng hắn cùng Chọc Thiên Hồng căn bản phát hiện không được, chuyện này quá quái dị. Nếu như không phải Tiêu Phàm, đoán chừng bọn hắn đều gặp phải độc thủ của băng cẩn. Đây là băng cảnh chi thuật của băng tộc, Chọc Thiên Hồng rốt cục nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Cái gì là băng cảnh chi thuật, Quan Tiểu Thất nghi hoặc không thôi. Nhìn thấy hắn trước đó lưu lại cỗ băng tinh kia không, ngươi nhìn kỹ, bên trên băng tinh có phải tựa như vô số tấm gương hay không, trong gương phản xạ tia sáng, chỉ cần có băng, thân thể hắn liền có thể thuấn di, chỉ là mắt chúng ta không thấy đường, mà tấm gương kia lại có thể nhìn thấy. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, năng lực thật quỷ dị. Quan Tiểu Thất trợn to hai mắt, tam ca. Người như thế nào phát hiện hắn? Quỷ dị còn chưa đến. Tiêu Phàm lắc đầu, nói trước kia tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều gặp qua một loại tuyết độn chi thuật, chiến kỹ mặc dù phẩm giai không cao nhưng lại có thể mượn nhờ bông tuyết bỏ chạy. Băng cảnh chi thuật cũng giống như thế, đừng có dùng con mắt để xem, dùng lực lượng linh hồn để cảm thụ, phát hiện hắn cũng không khó, ta nói đúng không, băng cẩn. Ngươi, băng cẩn sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Nguyên bản hắn coi là có thể đem bọn Tiêu Phàm đánh vào bên trong cung điện, không nghĩ tới lại bị Tiêu Phàm phát hiện phương pháp phá giải. Ha, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lông mày lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có mấy cỗ khí tức cường đại hướng về nơi này, sát khí đáng sợ trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Tam ca, là ta hại mọi người. Hai mắt Tiểu Kim đỏ bừng, hắn nào sẽ nghĩ đến băng tộc vậy mà sẽ xuất thủ đối với hắn. Trước đó biểu hiện chỉ bất quá là cố ý lừa hắn mà thôi, bây giờ Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sinh tử không biết, trong lòng Tiểu Kim tự nhiên là hổ thẹn không thôi. Chuyện này cũng không trách ngươi, trước đó những băng tinh quái vật đó xác thực đối với ngươi không có ác ý, chỉ là băng cẩn bọn hắn muốn đối phó ngươi mà thôi, về sau xem người phải dùng tâm.
Tiêu Phàm lắc đầu nói. Nếu như không phải bọn hắn ngầm đồng ý, cũng sẽ không theo Băng Diệp đi tới nơi này, cho nên chuyện này cũng không liên quan tới Tiểu Kim. Thế nhưng đại ca và nhị ca Tiểu Kim gần như khóc thút thít, bất quá nói còn chưa dứt lời liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ không có việc, băng tộc muốn lấy được đồ vật trên người ngươi tự nhiên cần một chút thẻ đánh bạc. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn chăm chú cung điện nói, không biết bên trong cung điện này có cái gì đây, băng cẩn. Dứt lời, Tiêu Phàm nhấc băng cẩn như xách con gà hướng về trong cung điện đi đến, mấy cỗ khí thế nơi xa không kém gì Chiến Lão Tam, Tiêu Phàm sẽ không lưu ở chỗ này cùng bọn hắn giằng co. Dù sao, vạn nhất băng cẩn là thẻ đánh bạc, trong tay băng tộc có lẽ cũng không trọng yếu, đối phương khẳng định cũng sẽ xuất thủ đối với bọn hắn. Không thể đi vào, ánh mắt băng cẩn lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng về nơi xa hét lớn, ra ra, cứu ta, cứu ta. Thả tôn nhi ta ra, một tiếng gầm quanh quẩn chân trời, uy áp đáng sợ quét sạch thiên địa. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy thanh âm này là từ trong miệng một lão giả khôi ngô áo bào trắng truyền ra, chủ yếu nhất là Băng Diệp đều cung kính sau lưng hắn. Phải biết, Băng Diệp là đại trưởng lão băng tộc, liền hắn đều cung kính như thế, thân phận lão giả khôi ngô làm sao có thể đơn giản đây, đoán chừng chính là tộc trưởng băng tộc. Thấy cảnh này, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một vòng ý cười, nói, xem ra thân phận ngươi không đơn giản, như thế ta liền yên tâm. Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự xông vào bên trong cung điện, chọc Thiên Hồng, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất theo sát phía sau, bọn hắn hiện tại không có thực lực cùng bát biến chiến thần chiến một trận. Hỗn trướng, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn biến mất, lão giả khôi ngô gầm thét một tiếng, một hơi về sau bọn hắn liền xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Lạnh giọng nói, đem băng ma điện vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Vâng, tộc trưởng, toàn thân Băng Diệp khẽ run, khí thế trên người lão giả khôi ngô làm hắn đều sợ hãi. Nếu như băng cần chết ở chỗ này, Băng Diệp hắn đoán chừng cũng khó từ tội lỗi. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào bên trong cung điện, một cỗ hàn khí đáng sợ đập vào mặt, thân thể mấy người rốt cuộc không chịu được loại hàn khí này, vội vàng thôi động thần lực ngăn khuất bên ngoài. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên là trong cung điện cái gì đều không có, dù là đại sảnh đều không có, xuyên qua một đạo hồn lực kết giới, xuất hiện ở trước mắt bọn hắn là một cái thâm uyên vạn trượng. Thâm uyên đều là băng tinh bóng loáng, phía dưới thâm uyên vạn trượng còn đang phun mạnh hàn khí, trừ cái đó ra, cái gì đều không có. Đứng ở bên cạnh thâm uyên vạn trượng, bọn Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, cỗ lạnh kia hoàn toàn đến từ cốt tủy, dù là dùng thần lực cũng ngăn cản không được. Cái nơi quỷ này làm sao lạnh như vậy? Quan tiểu thất xoa xoa thân thể, thầm mắng một tiếng, sau đó hét lớn, đại ca, nhị ca, các ngươi ở đâu? Nếu như dựa theo lộ tuyến trước đó phi hành, hai người vô cùng có khả năng rơi vào bên trong thâm uyên, không cần bao lâu, hai người nhất định sẽ biến thành băng điêu. Mấy người Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến băng cần bọn hắn, cố ý đem bọn hắn đưa vào trong cung điện này, không cần bao lâu liền sẽ đông kết thành băng điêu. Căn bản không cần người băng tộc động thủ liền có thể bắt sống bọn hắn. Chỉ là băng cần không nghĩ tới là Tiêu Phàm vậy mà bắt sống hắn. Thanh âm quan tiểu thất quanh quẩn bên trong thâm uyên, nếu như không phải thanh âm ẩn chứa thần lực, đoán chừng căn bản là truyền không ra. Đây, chúng ta ở nơi này, lạnh mấy tức sau, một trận thanh âm run rẩy từ phía dưới truyền đến, đó là thanh âm Nam Cung Tiêu Tiêu. Nghe được thanh âm này, ánh mắt Tiêu Phàm mấy người hơi sáng. Cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn không có việc gì là tốt. Mang chúng ta xuống dưới. Con người Tiêu Phàm băng lãnh rơi vào trên người băng cẩn, linh hồn chi lực hắn đều thẩm thấu không xuống được, sẽ bị hàn khí đông kết, bây giờ chỉ có từ trên người băng cẩn bỏ công sức, hắn khẳng định biết hướng về phía thâm uyên vạn trượng. Không, ta không xuống, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không xuống băng ma uyên. Băng cẩn đầu như là trống lúc lắc đung đưa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Băng ma huyên, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái gì băng ma huyên? Đúng, băng tộc các ngươi tại sao có thể ở chỗ này sử dụng lực lượng chiến thần cảnh? Nếu như băng tộc không phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh, Tiêu Phàm đoán chừng cũng không cố kỵ gì. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Băng cẩn cười lạnh nói. Đã không nguyện ý nói. Ta tự động thủ lấy được tin tức ta muốn.
Tiêu Phàm khinh thường cười nói, tiếng nói vừa dứt, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua hai đạo lục quang, trong nháy mắt xông vào bên trong não hải băng cần. Nhìn thấy hai đạo lục quang bắn vào bên trong não hải bản thân, trong mắt băng cần đều là vẻ hoảng sợ, hắn như thế nào không biết đây là chủng ma chi thuật đặc thù của Tu La Điện Chủ. Đáng tiếc, hắn chỉ là tam biến chiến thần mà thôi, linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại biết bao, nghiền ép hắn căn bản không phải vấn đề quá lớn. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền khống chế hắn, lại tốn là 10 hô hấp đọc ký ức hắn. Ngươi khống chế tư tưởng ta. Băng Cần tỉnh lại, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Băng Cần, lạnh giọng nói, băng tộc thật đúng là năng lực lớn, thậm chí ngay cả tổ tông mình đều không buông tha, đem hắn trấn phong ở chỗ này mấy ngàn năm. Đọc đến ký ức Băng Cần, Tiêu Phàm biết rõ rất nhiều sự tình liên quan tới băng tộc. Băng tộc là 5.000 năm trước đó đem thần linh cấm khu đến băng tuyết thế giới. Bất quá, người đem thần linh cấm khu đến cũng không phải là tộc trưởng băng tộc băng hiện tại mà là băng tộc lão tổ, nhân vật cường giả vạn năm trước xưng tuyệt thế băng ma. Trận chiến vạn năm trước, băng ma bị trọng thương, tốn hao 5.000 năm thời gian cũng chưa khôi phục lại, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Biết rõ ngày giờ bản thân không nhiều. Băng ma vì cho băng tộc an ổn phát triển, liền mang người băng tộc đi tới thần linh cấm khu, cũng chính là băng tuyết thế giới. Về sau, thân thể băng ma không thể kiên trì được nữa liền chuẩn bị bế tử quan, nhưng mà lúc này ra băng cần, cũng chính là băng tộc tộc trưởng bây giờ cùng một đám tộc lão khác đột nhiên đánh lén băng ma. Nguyên nhân đánh lén làm Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, vậy mà là vì truyền thừa Nguyệt Thần Cung. Vạn năm trước, Nguyệt Thần Cung là một bộ phận cực kỳ trọng yếu của băng tộc, băng ma cũng được thí thần thú coi trọng, cũng trở thành phó cung chủ thí thần cung. Bất quá sau khi thí thần thú chết, Nguyệt Thần Cung lại một phân thành hai, truyền thừa cũng giống như thế, có một nửa truyền thừa rơi vào trong tay băng ma. Nhìn thấy băng ma ngày giờ không nhiều, bọn hắn một mực muốn băng ma đem truyền thừa Nguyệt Thần Cung cho bọn hắn, bất quá băng ma lại không chút do dự cự tuyệt. Nhiều lần thuyết phục vô ích. Băng bất đồng bọn hắn rốt cục nhịn không được, mấy trưởng lão băng tộc liên thủ xuất kích, đáng tiếc, băng ma dù thương thế thảm trọng cũng không phải bọn hắn có thể địch. Bất đắc dĩ, băng bất đồng bọn hắn đành phải đem băng ma trấn áp phía dưới băng ma uyên. Băng ma uyên chính là một chỗ vạn niên huyền băng động, hàn khí bên trong cực kỳ đáng sợ, đừng nói chiến thần trung kỳ, cho dù chiến thần hậu kỳ cũng không thể chịu được. Dù đã qua mấy ngàn năm, bọn băng bất đồng vẫn không từ bỏ hy vọng lấy được truyền thừa Nguyệt Thần Cung, một chút tộc lão vẫn liên thủ trấn áp băng ma. Nghe thấy băng ma, Tiêu Phàm ở bên trong Tu La truyền thừa tìm tới không ít tin tức, thậm chí ngay cả thí thần thú đều y nha kêu lên. Cái gì, tổ tông băng tộc, nghe được lời nói Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, nói chẳng lẽ là vị vạn năm trước kia. Nhanh, đi vào, đột nhiên. Cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm hét lớn, lại là mấy cỗ khí tức cường đại hướng về bên trong đại điện cuốn tới. Tiêu Phàm cau mày một cái, khí tức này chỉ ít cũng là thất biến chiến thần, băng tộc bởi vì băng ma huyết mạch truyền thừa, lực lượng cửu u ma thần áp chế đối với bọn hắn rất nhỏ, coi như không có cửu u ma huyết cũng có thể phát huy ra 6 thành lực lượng trở lên. Mặt khác bởi vì giới này đặc thù, băng tộc cường giả thậm chí có thể phát huy ra 8 thành lực lượng. Bên trong cùng giai có ít địch thủ. Xuống dưới lại nói. Tiêu Phàm hướng về phía mọi người nói, ở chỗ này cùng băng tộc chống lại tuyệt đối không phải sự tình sáng suốt. Đột nhiên, Tiêu Phàm một cước đem băng cần đạp xuống băng ma uyên, ngay sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự nhảy vào bên trong băng ma uyên. Tam ca, chờ ta. Tiểu Kim vội vàng cùng đi lên, nơi này hàn khí quá là đáng sợ, hắn sợ làm bị thương Tiêu Phàm. Ta cũng phải nhìn nhân vật tuyệt thế vạn năm trước có tư thế oai hùng bực nào. Quan Tiểu Thất cũng nghĩa vô phản cố nhảy, chỉ có Chọc Thiên Hồng có chút chù trừ. Chết thì chết. Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, cũng nhảy theo xuống dưới. Làm hắn ngoài ý muốn là vẻn vẹn rơi xuống vài chục trượng, dưới chân liền xuất hiện một tầng mặt băng là từ từng đầu xích sắt giao thoa mà thành. Bất quá giờ phút này xích sắt cũng răng đầy băng tinh, hơn nữa cực kỳ dày. Hàn khí này băng tộc chúng ta cũng đỡ không nổi, các ngươi lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhanh lên đi. Băng Cần hét lớn. Hắn bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật,
nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tự nhiên vô cùng nóng nảy. Tiêu Phàm lại không có để ý tới hắn, đi đến trước mặt hai tôn băng điêu hình người, chính là Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, hai người xuống cũng liền mười mấy cái hô hấp thời gian, dù là lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa cũng liền không cách nào chống cự hàn khí đáng sợ. Vô tận chi hỏa từ thể nội Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, nhanh chóng hòa tan băng xương bên ngoài thân Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu, cũng may băng xương cũng không phải là rất dày, rất nhanh liền hòa tan. Tam ca, ta sắp chịu không được. Quan Tiểu Thất nói chuyện có chút run rẩy, răng không ngừng run lên. Ta cũng thế. Thân thể Trọc Thiên Hồng đều run không ngừng, phải biết, hắn là ngũ biến chiến thần. Mặt khác, hàn băng bên ngoài thân Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu vừa mới hòa tan, rất nhanh lại đông kết một tầng. Dạng này không phải biện pháp. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, tu la áo nghĩa bên ngoài thân không ngừng vận chuyển, lực lượng cuồng bá miễn cưỡng có thể ngăn cản hàn khí ăn mòn. Nhưng Lăng Phong bọn hắn ngăn cản không được bao lâu, đoán chừng không bao lâu liền sẽ đông kết thành băng điêu. Ta nói bọn hắn ngăn cản không nổi, không bao lâu đều sẽ chết hết. Băng Cẩn cười lạnh, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, hắn liền có thể còn sống, hắn ước gì bọn Lăng Phong đều chết ở chỗ này. Ngươi yên tâm, bọn hắn nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chắc chắn để ngươi chết trước. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Băng Cẩn một cái. Ý cười trên mặt Băng Cẩn cứng đờ, trong nháy mắt ngưng kết ở đó, không dám tiếp tục châm chọc khiêu khích. Tam ca, ta sẽ thay bọn hắn ngăn trở cỗ hàn khí này. Đột nhiên, thanh âm Tiểu Kim truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Tiểu Kim cái gì đều không có, ở chỗ này hoàn toàn có thể hành động tự nhiên, thậm chí, băng hàn chi khí đều không vào gần được hắn trong phạm vi ba trượng. Đúng, ta quên trên người ngươi có món đồ vật kia. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt rốt cục hiện lên ý cười. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Tiểu Kim đột nhiên hiện ra hư ảnh vương miện, toàn thân vương miện kim bích huy hoàng, rực rỡ ngời ngời, đem chung quanh chiếu kim quang lóng lánh. Khuôn mặt Tiểu Kim mặc dù non nớt một chút, nhưng mang theo vương miện, vô hình tản mát ra một cỗ uy nghiêm to lớn. Không hổ là Nguyệt Thần Thiên Quan xếp hạng thứ 9 lịch cổ thập đại thần binh, phẩm tướng coi như không tệ. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói. Tiêu Phàm hiện tại cũng biết Băng Cẩn cùng Băng Diệp chính là bởi vì cảm nhận được khí tức Nguyệt Thần Thiên Quan trong thể nội Tiểu Kim mới khẳng định thân phận Tiểu Kim. Nắm giữ Nguyệt Thần Thiên Quan chính là cung chủ Nguyệt Thần Cung, đây là quy củ vạn năm trước đó thí thần thú quyết định. Phù phù một tiếng vang giòn, chỉ thấy Băng Cẩn bỗng nhiên quỳ xuống đất, đầu kề sát mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền eo đều không đứng dậy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chỉ ngươi cái mặt hàng này còn muốn đánh chủ ý Nguyệt Thần Thiên Quan. Tiêu Phàm xem thường nhìn Băng Cẩn, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau một khắc, Tiêu Phàm buông tay, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Trọc Thiên Hồng, đều xuất hiện ở bên người Tiểu Kim, hàn băng trên người mấy người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, ánh mắt hắn lại là rơi vào trong không gian phía dưới băng lưới xích sắt. Mấy tức trước, tộc trưởng băng tộc băng bất đồng cùng đại trưởng lão băng diệp đám người đi vào băng ma điện, trên thân mỗi người đều tản ra khí tức bàng bạc. Bất quá khi bọn hắn đi vào băng ma điện, lại phát hiện Tiêu Phàm bọn hắn đã không thấy tăm hơi. Đám người hướng về băng ma uyên phía dưới nhìn lại, đáng tiếc lại bị hàn khí ngăn cản, dù là chiến thần cường giả lực lượng linh hồn cũng thẩm thấu không được. Bọn hắn vậy mà xuống dưới, có người kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn đều biết rõ băng ma uyên khủng bố. Xem như băng tộc trưởng lão, bọn hắn mặc dù cũng không ngăn cản được hàn khí phía dưới thâm uyên, nhưng hàn khí biên giới thâm uyên đối với nhóm hắn mà nói đều là đồ vật đại bổ. Cho nên đám người không ít ở băng ma điện tu luyện, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn biết rõ hàn khí băng ma uyên đáng sợ. Đoán chừng đã đông kết thành băng điêu hình người. Lại có người cười lạnh nói. Các ngươi xuống dưới đem bọn hắn dẫn tới. Băng Diệp đột nhiên chỉ trong đó hai người nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Vâng, đại trưởng lão. Hai người kia không chút do dự đáp ứng, bọn hắn dù sao cũng là băng tộc cường giả, tạm thời ngăn cản cỗ hàn khí này vẫn không có vấn đề gì, đây chính là cơ hội biểu hiện rất tốt. Băng bất đồng lại hài lòng nhìn Băng Diệp một cái,
hắn tự nhiên biết rõ Băng Diệp đang lo lắng cái gì, chính là Nguyệt Thần Thiên Quan trên người Tiểu Kim, đây cũng là nguyên nhân Băng Diệp một mực chưa động thủ với bọn Tiêu Phàm. Dù Băng Diệp là thất biến chiến thần cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc cầm xuống Tiểu Kim. Hai người kia không chút do dự nhảy xuống dưới, cũng ngay lúc đó phía dưới Băng Ma Uyên đột nhiên bắn ra từng đạo kim sắc quang mang chiếu xuống bốn phía băng vụ vậy mà chậm rãi bị đuổi tản ra. Đám băng bất đồng trợn to hai mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn phía dưới, mặc dù băng vụ còn không có tán đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đoán được cái gì. Cỗ khí tức này sẽ không sai, Băng Diệp, ngươi lần này lập đại công. Băng bất đồng hết sức kích động nói ra, hận không thể lập tức nhảy xuống dưới đem Nguyệt Thần Thiên Quan đoạt tới trong tay. Tộc trưởng, đây là thuộc hạ nên làm. Băng Diệp mừng rỡ vô cùng, bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử, nói, tộc trưởng, Nguyệt Thần Thiên Quan đối với băng tộc chúng ta trói buộc chi lực quá mạnh, ta hiện tại tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một thành lực lượng. Băng bất đồng nghe vậy, nhìn về phía đám người Băng Diệp phía sau, lại phát hiện, trừ Băng Diệp, thần sắc những người khác đều hơi trắng bệch, thậm chí có mấy người ngay cả đứng đều đứng không vững. Một thành lực lượng cũng so với ngũ biến chiến thần mạnh hơn, thực lực các ngươi cũng tương đương với tứ biến chiến thần, nếu như chiếu như lời ngươi nói, bên trong bọn hắn chỉ có một ngũ biến chiến thần, một tứ biến chiến thần, lại tăng thêm bản tộc trưởng, giữ bọn hắn không khó lắm. Băng bất đồng phân tích nói. Tộc trưởng nói phải. Băng Diệp gật đầu, bất quá lập tức lại nói ra, tộc trưởng, theo ta thấy, thông chi các tộc lão khác sẽ nắm chắc hơn một chút. Các vị tộc lão còn trấn áp băng ma, làm sao có thể phân thân? Băng bất đồng không chút do dự phủ định nói, trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như những lão đồ vật kia biết, nơi nào còn phần ta. Băng Diệp tự nhiên cũng biết rõ ý nghĩ trong lòng băng bất đồng, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, đến thời điểm đánh không lại đám Tiểu Kim, liền lập tức chạy trốn. Thậm chí, trong lòng Băng Diệp còn có một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu như băng bất đồng có thể lưu ở bên trong, bản thân chẳng phải là có khả năng trở thành tộc trưởng băng tộc. Đều cùng bản tộc trưởng xuống dưới, trở về ghi cho mọi người một cái công lớn. Băng bất đồng nhìn về phía đám người thập phần vui vẻ nói, tiếng nói vừa dứt, đám người nhao nhao nhảy xuống băng Ma Uyên. Trong băng Ma Uyên, hàn ý trên người Lăng Phong đám người biến mất, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp nhàn nhạt. Đám người không khỏi nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Quan đỉnh đầu Tiểu Kim, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Mà băng cần lại quỳ gối cách đó không xa, toàn thân run rẩy, hắn rất muốn ngẩng đầu nhưng chính là nhấc không nổi, trong mắt đều là vẻ ác độc. Nguyệt Thần Thiên Quan phát ra uy áp tựa như chỉ châm đối băng tộc bọn hắn, căn bản liền đường phản kháng đều không có. Đột nhiên, hai đạo tiếng vang truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt đám Tiêu Phàm. Hai băng tộc cường giả bị Băng Diệp phái xuống cách đám Tiêu Phàm không xa, bọn họ đang nơm nớp lo sợ nhìn đám Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Bọn hắn đem 18 đời tổ tông Băng Diệp mắng 100 lần, hai người vốn cho là đuổi bắt bọn Tiểu Kim hẳn là rất dễ dàng, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới nhảy xuống băng Ma Uyên, thần lực thể nội liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị phong ấn. Khi thấy kim sắc quang mang kia, hai người trong nháy mắt minh bạch, mình bị Băng Diệp lừa. Đáng tiếc hai người muốn quay người rời đi đều không có khả năng. Khó trách Băng Diệp không xuống, mà để hai người bọn hắn nhảy xuống, nguyên lai trong tay người xâm nhập băng tộc lại có Nguyệt Thần Thiên Quan. Lại tới hai kẻ chịu chết, Quan Tiểu Thất cổ quái nhìn hai người kia. Khóe miệng hai người giật một cái, lại vô lực phản bác, Quan Tiểu Thất nói không sai, bản thân không phải đi tìm cái chết thì là cái gì chứ? Công tử, muốn giết bọn hắn hay không? Trọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm nói, hắn rất muốn nếm thử băng tộc mệnh cách là tư vị gì. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía không trung, đám người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, mấy cỗ cường đại khí tức bao phủ Tiêu Phàm bọn hắn. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, đám người không chút do dự hướng về một bên tránh đi, bọn hắn không thể vượt qua Tiểu Kim ba trượng, một khi vượt qua cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn. Xích sắt băng đài rộng chừng 20 trượng, Tiểu Kim không bảo hộ được tất cả mọi người an toàn. Chỉ một thoáng, 7-8 đạo thân ảnh rơi phía trên mặt đất, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, băng cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lập tức lệ nóng doanh tròng giống to, ra,
người rốt cục đến, nhanh giết bọn hắn, chiếm lấy Nguyệt Thần Thiên Quan. Ánh mắt Băng Bất Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Thần Thiên Quan đỉnh đầu Tiểu Kim, trong con mắt thiêu đốt lên hỏa diễm cực nóng, hận không thể lập tức đem Nguyệt Thần Thiên Quan đoạt tới. Nguyệt Thần Cung cung chủ, chỉ cần ngươi đem Nguyệt Thần Thiên Quan cùng truyền thừa Nguyệt Thần Cung ra, ta nể mặt Nguyệt Thần Cung đã từng thuộc về băng tộc, tha cho ngươi một mạng. Băng Bất Đồng mở miệng nói, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Nguyệt Thần Thiên Quan. Đây chính là một trong lịch cổ thập đại thần binh, uy lực tuyệt luân, nếu như còn có thể có được truyền thừa Nguyệt Thần Cung, thực lực bản thân tất nhiên sẽ bay vọt. Nghĩ vậy, tâm Băng Bất Đồng liền như lửa nóng. Băng tộc không nhận Nguyệt Thần Cung cũng liền thôi, còn muốn cướp đoạt Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Nguyệt Thần truyền thừa. Tiểu Kim cười lạnh nhìn Băng Bất Đồng, bị Băng Diệp lừa gạt, lửa giận hắn đã đến biên giới bộc phát. Nguyệt Thần Cung đã biến thành lịch sử, người đã thấy tình thế rõ ràng, Nguyệt Thần Cung đã sớm không còn tồn tại. Băng Bất Đồng cực kỳ khinh thường, lấy nhãn lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tu vi một nhóm Tiêu Phàm. Một nhóm tu sĩ phía dưới ngũ biến chiến thần nào sẽ đặt trong mắt Băng Bất Đồng hắn, phải biết, Băng Bất Đồng là bát biến chiến thần, đến gần vô hạn cửu biến chiến thần. Dù là bị Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế thực lực, hắn cũng có thể phát huy ra lục biến, thậm chí thất biến chiến thần. Hồn thú bất diệt, Nguyệt Thần Cung vĩnh thế bất diệt. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ ngạo nhiên nồng đậm, Nguyệt Thần Cung vốn là liên minh hồn tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, băng tộc cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại chủng tộc đặc thù đã từng quy thuận Nguyệt Thần Cung. Xem ra ngươi không nguyện ý giao ra, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Băng Bất Đồng tản ra khí tức cường đại, từng bước một ép về phía bọn Tiểu Kim. Lục biến chiến thần, nhìn thấy Băng Bất Đồng đi tới, Chọc Thiên Hồng không chút do dự đứng ở phía trước, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên không sợ lục biến chiến thần, thậm chí chỉ còn bị hắn nghiền sát. Nhưng ở băng Ma Uyên, thực lực hắn cần phải giảm bớt đi nhiều, một khi rời Tiểu Kim ba trượng, đoán chừng cả hàn băng chi khí đều tiếp nhận không được. Hắn không phải lục biến chiến thần, hẳn là bát biến chiến thần. Tiểu Kim nhắc nhở, chỉ là bởi vì Nguyệt Thần Thiên Quan, thực lực bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Chọc Thiên Hồng càng ngày càng khó chịu, hắn chỉ là ngũ biến chiến thần, bên ngoài có lẽ còn có thể liều mạng, ở chỗ này Chọc Thiên Hồng chỉ có thể cứng ngắc đứng ngó. Biết rõ liền tốt, coi như chỉ có một thành thực lực, giết các ngươi vẫn như giết heo chó. Băng Bất Đồng tùy tiện cười to nói. Ngươi, Tiểu Kim nhe răng trợn mắt, phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc hắn không nhất định là đối thủ Băng Bất Đồng, hơn nữa. Hắn vì bảo hộ an nguy Lăng Phong bọn hắn cũng không thể thỏa thích chiến một trận. Cùng một xúc sinh quên nguồn quên gốc không có gì để nói, liền tổ tông mình đều không buông tha, người còn kỳ vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình sao? Thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, thần sắc lạnh lùng nhìn Băng Bất Đồng, thực không biết lục biến chiến thần ngươi có đáng giá gì kiêu ngạo. Ha ha, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Băng Bất Đồng lại không những không giận mà còn cười lên, lục biến chiến thần xác thực không có gì kiêu ngạo. Bất quá giết các ngươi lại như giết heo chó. Trước đây không lâu cũng có tứ thất biến chiến thần nói như vậy, đúng, còn có một bát biến chiến thần, ngươi có thể biết rõ cuối cùng bọn hắn ra sao không? Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói ra. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy cũng không phải là không đành lòng động thủ đối với Băng Bất Đồng, mà là Nguyệt Thần Cung vốn là một bộ phận băng tộc, nếu như có thể để Tiểu Kim thu phục băng tộc, lực lượng đồng minh Tu La Điện lại sẽ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, bằng vào Tiểu Kim là không có khả năng thu phục băng tộc, nếu như có thể hàng phục Băng Bất Đồng, giá trị cũng không giống nhau. Ngươi đừng nói cho ta biết bọn hắn đều chết, Băng Bất Đồng khinh thường nói. Ngươi đoán đúng, bất quá có hai thất biến chiến thần vận khí tốt, đã trốn. Tiêu Phàm gật đầu, thập phần bình tĩnh nói ra, liền tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Còn người Băng Bất Đồng rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thật sự là Tiêu Phàm quá bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn biết có vài người vượt giai chiến đấu là chuyện cực kỳ bình thường, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng giống như thế, lấy thực lực chiến thần sơ kỳ có thể chém giết chiến thần hậu kỳ đều có không ít. Ra ra, đừng nghe bọn hắn nói bậy, bọn hắn thực lực cũng liền dạng này mà thôi, hơn nữa bọn hắn căn bản không thể rời Nguyệt Thần Thiên Quan quá xa,
bằng không mà nói, hàn khí nơi này cũng đủ để cho bọn hắn chí mạng. Băng Cẩn đi đến bên người Băng Bất Đồng, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Mặc dù bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, nhưng Băng Cẩn căn bản không có giác ngộ. Cẩn Nhi nói đúng, bản tôn thật đúng là kém chút bị ngươi hù dọa. Ánh mắt Băng Bất Đồng tỏa sáng, ở chỗ này coi như thực lực có mạnh hơn nữa, ngăn cản không nổi hàn băng chi khí thì như thế nào đây? Nghĩ vậy, Băng Bất Đồng lần nữa mở rộng bước chân. Băng Bất Đồng, ngươi thực muốn đối địch với chúng ta. Lúc này, Quan Tiểu Thất đột nhiên đi ra. Đối địch với các ngươi, ta chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi, các ngươi còn chưa xứng đối địch với bản tôn. Băng Bất Đồng khịt mũi coi thường, tùy tiện đứng ra một người đều có thể quát lớn bản thân sao. Không xứng sao, thanh âm Quan Tiểu Thất đạm mạc vang lên, ngay sau đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây cung bạch sắc chiếu lấp lánh, xung quanh quang mang nhấp nháy tựa như lông vũ. Phi Vũ Thần Cung, Băng Bất Đồng kinh hãi nhìn đại cung, run giọng nói, ngươi là tộc trưởng linh tộc. Linh tộc mặc dù mấy ngàn năm không xuất thế, người chiến hồn đại lục cơ hồ đều không biết linh tộc, nhưng Băng Bất Đồng dù sao cũng là tộc trưởng băng tộc, nhân vật hàng vạn năm trước tự nhiên biết rõ linh tộc. Huống chi, vạn năm trước đó linh tộc là đồng minh thân cận Nguyệt Thần Cung nhất, cả hai đều có quan hệ cùng thí thần. Ngươi cứ nói đi, thần sắc Quan Tiểu Thất đạm mạc, trường cung đã chậm rãi kéo ra, nhắm ngay đám người băng tộc. Người khác có lẽ không cách nào giết bọn hắn, nhưng Quan Tiểu Thất là viễn trình công kích, hơn nữa còn là tứ biến chiến thần, coi như giết không chết bọn hắn, trọng thương bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Coi như ngươi là tộc trưởng linh tộc thì như thế nào, giết ngươi, linh tộc cũng không làm gì được ta. Băng Bất Đồng cực kỳ khinh thường, nơi này chính là thần linh cấm khu, coi như linh tộc đến, thực lực giảm đi nhiều, căn bản không làm gì được băng tộc. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, nói nhiều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ánh mắt Quan Tiểu Thất lạnh lùng, Phi Vũ Thần Cung trong tay kéo thành hình trăng tròn, một vệt sáng gào thét mà ra, đi thẳng đến Băng Bất Đồng. Trong mắt Băng Bất Đồng đều là vẻ khinh thường, hắn đứng ở đó không nhúc nhích, dò xét xuất thủ trưởng, nhẹ nhàng hướng về một bên đẩy đi. Dù là bị áp chế tu vi, thực lực hắn cũng đến gần vô hạn thất biến chiến thần, tự nhiên sẽ không sợ hãi Quan Tiểu Thất công kích. Hơn nữa, hàn khí bốn phía đông kết, tốc độ cung tiễn Quan Tiểu Thất cũng bị ảnh hưởng một chút. Cung tiễn bị Băng Bất Đồng nhẹ nhàng đẩy ra, hướng về một bên bắn ra, cuối cùng đánh trúng Huyền Băng dựng đứng trên vách đá băng Ma Uyên. Huyền Băng cực kỳ cứng rắn, mưa tên vậy mà bạo tán. Nếu như thực lực chỉ có như vậy, vậy các ngươi đều có thể chết. Băng Bất Đồng nhe răng cười một tiếng, xem ra lần này trời cũng giúp ta, không chỉ có thể được Nguyệt Thần Thiên Quan, có thể được Phi Vũ Thần Cung. Phốc, vừa dứt lời, ý cười trên mặt Băng Bất Đồng trong nháy mắt cứng ngắc, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm lồng ngực bản thân, chỉ thấy một chuôi mang huyết trường kiếm từ ngực hắn đâm ra, máu tươi nóng hổi trong nháy mắt ngưng tụ thành huyết sắc băng tinh. Băng Bất Đồng chậm rãi quay đầu, một đạo thân ảnh in vào tầm mắt hắn, chính là Băng Cẩn thần sắc băng lãnh. Ngươi, toàn thân Băng Bất Đồng run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tôn nhi bản thân sủng ái nhất vậy mà sẽ tại thời điểm mấu chốt đánh lén hắn. Đừng nói hắn không tin, chính là Băng Diệp bọn hắn cũng không tin, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt đều là vẻ không thể tin. Băng Cẩn, người hỗn trướng, Băng Diệp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Băng Cẩn phóng đi. Băng Bất Đồng phản ứng cực nhanh, thân thể nhanh chóng hướng phía trước bắn ra, nghiến răng nghiến lợi tránh thoát trường kiếm trong tay Băng Cẩn, ngực truyền đến đau đớn khó chịu. Nếu là chiến thánh cảnh, bị người đánh xuyên trái tim đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại, nhưng chiến thần cảnh thì khác, chỉ cần mệnh cách không nát, liền có thể bất tử. Sát Na Phương Hoa. Lúc Băng Bất Đồng có động tác, một đạo thân ảnh khác cũng đồng thời động, giống như một đạo thiểm điện, lại như một đạo mị ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh tại hư không lấp lóe một cái, ngay sau đó thân thể Băng Bất Đồng bỗng nhiên giằng co tại chỗ, sau đó vô số máu tươi từ thân thể hắn bắn ra. Ầm một tiếng, thân thể Băng Bất Đồng bỗng nhiên nổ tung, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát, hư không chỉ có trận trận huyết vũ. Cái gì đều không lưu lại. Sau một khắc, thân ảnh tất cả mọi người toàn bộ rơi vào phía trên một đạo áo bào đen thân ảnh, con người run rẩy kịch liệt. Thân ảnh cũng không lộ vẻ cao lớn như thế,
nhìn qua vĩ ngạn vô cùng, giống như một tòa núi cao không thể siêu việt, chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngươi giết tộc trưởng, Băng Diệp chỉ đạo thân ảnh áo đen, kinh khủng hét lớn, nói chuyện đều có chút run rẩy. Thanh âm áo đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể khống chế băng cẩn ra tay với băng bất đồng. Tự chịu diệt vong mà thôi, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, chém giết băng tộc tộc trưởng băng bất đồng tựa như là một việc không có ý nghĩa, chuyện làm đám người Băng Diệp dọa cho phát sợ. Băng bất đồng là bát biến chiến thần, dù là ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra lục biến chiến thần, thậm chí lực lượng thất biến chiến thần vậy cũng không phải ai đều có thể chém giết. Băng Diệp lúc này mới phát hiện, bên trong đám người này cường đại nhất cũng không phải là Trọc Thiên Hồng, người cầm đầu cũng không phải là Lăng Phong, mà là Tiêu Phàm trên đường đi cực kỳ âm trầm. Chỉ bằng thực lực chém giết băng bất đồng, dù hắn là đánh lén, cái kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đi, Băng Diệp khẽ cắn môi, không chút do dự hướng về phía trên lao đi. Liền băng bất đồng đều chết, bọn hắn đâu là đối thủ của Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, đám người băng tộc liền không thấy tăm hơi, chỉ có băng cẩn thần sắc đạm mạc đứng ở đó, không có bất kỳ biểu lộ gì. Lúc băng tộc đám người rời đi, còn người băng cẩn mới tách ra thần thái, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi giết ra ra ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền đằng đằng sát khí phóng tới Tiêu Phàm. Cút, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, sát khí đáng sợ bắn ra, thân thể băng cẩn không nghe sai khiến bay ngược ra, đập ầm ầm phía trên vách đá lạnh tinh, lục phủ ngũ tạng rung động một trận, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Nếu như không phải băng cẩn còn có một chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm vừa nãy đã giết hắn, làm sao để hắn ở chỗ này ngang ngược càn rỡ. Bị khống chế tư tưởng vậy mà một chút giác ngộ đều không có, còn dám la hét Tiêu Phàm om sòm, Tiêu Phàm không giết hắn đã coi như nhịn rất giỏi. Tam ca lợi hại, vậy mà giết băng bất đồng, bọn hắn đều bị dọa chạy. Quan Tiểu Thất một mặt bội phục nhìn Tiêu Phàm nói. Những người khác cũng nhao nhao đi tới, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm bộc phát khí lực đáng sợ làm cho kinh động. Hắn còn chưa chết. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không chết, đám người kinh ngạc vô cùng, bọn hắn vừa mới đều tận mắt thấy thân thể băng bất đồng bị vô số kiếm khí rảo sát hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại a, hắn lại làm sao có thể không chết đâu. Bất quá Tiêu Phàm nếu nói như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi lời nói Tiêu Phàm. Chờ đã, Tam ca, ngươi sẽ không nói cho ta, trước đó băng tinh quái vật đó là băng bất đồng chế tạo ra chứ. Tiểu Kim đột nhiên phản ứng tới, hết sức kinh ngạc nói. Cũng khó trách Tiểu Kim sẽ hoài nghi, những băng tinh quái vật đó đều có thể khởi tử hoàn sinh, người chế độ tạo ra bọn chúng lại làm sao có thể làm không được. Nếu như băng bất đồng thực sự là người chế tạo băng tinh quái vật, vậy hắn khẳng định sẽ không chết. Cái này ta không biết, bất quá, vừa mới giết chết hắn cũng không thấy được mệnh cách hắn, còn có thần lực chi tinh cũng không nhìn thấy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, mệnh cách cùng thần lực chi tinh là tiêu chí chiến thần cảnh. Người sau khi chết, coi như mệnh cách sẽ tiêu tán, thần lực chi tinh cũng sẽ tồn tại. Nhưng khi Tiêu Phàm vừa giết chết băng bất đồng cái gì cũng không thấy. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng không tin, đường đường băng tộc tộc trưởng vậy mà yếu như vậy, chỉ có dạng thực lực này, phải biết, băng tộc so với các đại cổ tộc chiến hồn đại lục còn phải cổ xưa hơn. Hiện tại làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Vừa nãy phân thân băng bất đồng liền đáng sợ như thế. Nếu như bản tôn băng bất đồng đến, bọn hắn tuyệt đối không có chỗ hoàn thủ. Rời đi nơi này đã không kịp, băng bất đồng khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ là Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Phi Vũ Thần Cung cũng đủ để cho băng bất đồng liều mạng. Còn người Tiêu Phàm sắc bén nhìn chăm chú phía trên. Lưu ở chỗ này hẳn phải chết là không nghi ngờ, còn không bằng hiện tại giết ra ngoài. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý tăng vọt. Lăng Phong cũng lóe qua một tia lăng lệ. Sau đó lại nói, đúng, Lão Tam, ngươi không phải hồn văn sư à, bố trí truyền tống trận cỡ nhỏ hẳn có thể truyền tống ra ngoài. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Thời gian không kịp, Tiêu Phàm lắc đầu. Đám người nghi hoặc không thôi, băng bất đồng hiện tại đoán chừng cần một chút thời gian mới có thể chạy đến, tại sao không kịp. Ý nghĩ vừa dứt, chỉ một thoáng,
một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ ngập trời quét sạch giữa thiên địa, tựa như một đầu man hoang dã thú thức tỉnh. Khí thế kia như đại hải mênh mông hướng về Tiêu Phàm bọn hắn mãnh liệt mà tới, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc nhìn phía trên, lại là nhìn thấy, Băng Diệp bọn hắn rơi vào cửa động, cũng không có rời đi, thần sắc mấy người cũng khó có thể bình tĩnh. Thần lực ba động này là băng bất đồng. Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói ra, dứt lời, Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay tại mặt đất nhẹ nhàng hoạt động, lưu lại một cái dấu. Lão Tam, lúc nào ngươi còn ở chỗ này vẽ linh tinh? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, lúc này, trừ Tiêu Phàm, ai cũng không cách nào bình tĩnh. Sợ cái gì, băng cẩn còn trong tay chúng ta à? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, trên mặt cái gì đều không quan tâm, nhưng trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng. Thời gian ba cái hô hấp, mặt đất xuất hiện nguyên một đám dấu hình tròn, bên trong đánh một cái xiên kêu. Chọc Thiên Hồng, Tiểu Thất, Tiểu Kim, nhìn thấy những hình tròn đi, dùng toàn lực công kích, thẳng đến khi đánh vỡ mặt băng mới thôi. Tiêu Phàm nói ra, được, trong lòng mấy người mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn không chút do dự làm theo, đối với Tiêu Phàm bọn hắn có loại tín nhiệm không hiểu. Cũng chỉ có Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng, Tiểu Thất cùng Tiểu Kim có thể miễn cưỡng ngăn trở hàn khí ăn mòn, cho nên Tiêu Phàm mới tìm bọn hắn, bất quá đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Mấy người đứng ở phía trên hình tròn, toàn thân khí thế tăng vọt nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền giận oanh mà xuống, bọn hắn cũng nhao nhao động thủ. Oanh, mặt băng rung động một cái, nhưng vẻn vẹn rung động một cái mà thôi, lấy thực lực bọn hắn vậy mà hoàn toàn không oanh phá được. Các ngươi phá không được, bên trên có một đạo hồn giới là cái gì, các ngươi hiểu không? Băng cẩn châm chọc khiêu khích vang lên, hơn nữa, coi như các ngươi oanh phá mặt băng cũng chém không đứt xích sắt, những xích sắt này đều là vạn niên hàn thiết trải qua thiên truy bách luyện chế tạo thành, đã không kém gì thần binh, các ngươi trốn không thoát. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta cắt đầu lưỡi ngươi hay không? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc Băng Cẩn một cái. Băng Cẩn biết rõ Tiêu Phàm là một ngoan nhân, nói ra khẳng định làm được, vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng ba người không ngừng công kích mặt băng, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng gia nhập trận doanh, bọn hắn mặc dù không thể rời Tiểu Kim quá xa, nhưng ở bên người Tiểu Kim công kích vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Mặt đất rung động càng thêm lợi hại, cùng lúc đó cỗ uy áp bàng bạc cũng nhanh chóng tới gần, giống như một tòa núi lớn chân áp tại tất cả trái tim mọi người. Đám người thấy thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như bản tôn băng bất đồng đến, bọn hắn khả năng liền phiền phức, băng vào khí thế kia liền không biết so với trước chém giết cỗ phân thân cường đại gấp bao nhiêu lần. Dùng toàn lực, đạm nhiên trên mặt Tiêu Phàm cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là thực lực băng bất đồng mang đến cho hắn áp lực quá lớn, đoán chừng chí ít cũng là cửu biến chiến thần, thậm chí có thể là chiến thần viên mãn. Được, đám người gật đầu, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại, mỗi người đều muốn thi triển toàn lực, hướng về mặt băng đập tới. Oanh két một tiếng nổ vang, mặt băng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số băng tinh bay vụt tứ phương, nơi xa băng cần bị mấy khối băng tinh đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe. Làm sao có thể, băng cẩn kinh hãi nói. Vừa nãy đều nói, lão Tam là hồn điêu sư, so với băng tộc cẩu thí hồn điêu sư các ngươi không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Trên mặt Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra vẻ đắc ý. Dù vậy, các ngươi phá vỡ mặt băng cũng chém không đứt vạn niên hàn thiết. Băng cẩn cười lạnh nói. Thần sắc Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng lại, băng cẩn nói không sai, phá vỡ mặt băng có lẽ dễ dàng, dù sao Tiêu Phàm hiểu hồn văn. Nhưng cái này là vạn niên hàn thiết, không phải dễ dàng chặt đứt như vậy. Những người khác thần sắc cũng càng ngày càng khó nhìn lên, mắt thấy bản thể băng bất đồng nhanh chóng tới gần, khí thế uy áp càng ngày càng mạnh, nếu như không nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đoán chừng liền thảm. Bang, đột nhiên, một tiếng vang giòn kéo tâm thần đám người, lại nhìn thấy Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, dây sắt liền vỡ ra. Cái gọi là vạn niên hàn thiết trước mặt Tiêu Phàm liền tựa như một tờ giấy mỏng, suy đạn có thể phá. Giờ khắc này, băng cẩn hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Phàm phá vỡ vạn niên hàn thiết như thế nào. Hắn chỗ nào biết rõ Tu La kiếm sắc bén,
lúc trước liền chiến thần điện dùng dây sắt để khóa lại thí thần thú đều có thể dễ như trở bàn tay chém ra, lại càng không cần phải nói vạn niên hàn thiết. Đều đi đến bên người Tiểu Kim, xuống dưới. Tiêu Phàm khẽ gọi nói, đám người vội vàng dựa vào Tiểu Kim, Tiểu Kim tản ra một cỗ lực lượng bọc lấy đám người, nhảy xuống dưới băng ma uyên. Ngươi cũng xuống cho ta. Thời khắc hạ lạc, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn băng cần một cái, bất quá băng cần không có vận tốt như vậy, hắn còn phải ngăn cản hàn khí ăn mòn. Coi như đám người rời đi mười mấy hô hấp lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí xích sắt băng đài, chính là băng bất đồng, bất quá so với trước đó, khí tức trên người hắn không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Băng bất đồng nhìn hàn khí bốc lên từ phía dưới băng ma uyên, sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt có vẻ kiêng dè nồng đậm, lạnh giọng nói các ngươi trốn không thoát. Để lại một câu nói, băng bất đồng liền biến mất tại chỗ, hắn vẫn không dám tự tiện tiến vào băng ma uyên, tựa như phía dưới có cái gì khiến hắn kiêng kỵ. Lúc này, băng bất đồng xuất hiện ở bên ngoài băng ma điện, đám người băng diệp kính sợ nhìn băng bất đồng, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết băng bất đồng vậy mà đáng sợ như thế, vừa mới chết đi cũng chỉ là một bộ phân thân. Băng diệp càng vội vàng bóp tắt tiểu tâm tư trong lòng, băng bất đồng tuyệt đối là cửu biến chiến thần không thể nghi ngờ, hắn một thất biến chiến thần lại dựa vào cái gì cùng băng bất đồng tranh đoạt chức tộc trưởng đây. Băng diệp, thông chi các đại tộc lão, đến phòng nghị sự gặp ta. Băng bất đồng để lại một câu nói, liền không thấy tăm hơi. Băng diệp oán thầm, vừa rồi ngươi không phải nói các đại tộc lão muốn trấn phong băng ma, không thoát thân ra sao? Nghĩ như thế nào tự mình chưa chắc giải quyết, lại muốn thỉnh cầu tộc lão. Đương nhiên, những lời này băng diệp là tuyệt đối không dám nói ra, hắn mặt ngoài cung kính gật đầu, liền rời băng ma điện. Lúc này, trong phòng nghị sự băng tộc, băng bất đồng ngồi ở phía trên thủ tọa, hai bên ngồi từng đạo bóng người, 12 người, khí tức trên thân mỗi người đều không kém gì bát biến chiến thần, thậm chí cửu biến chiến thần đều có mấy người. Gia chủ, không biết ngươi gọi ta đến cần làm chuyện gì. Bên trái, cầm đầu một hắc bào lão giả mở miệng nói, phần lớn người hồn tộc đều mặc trường bào màu trắng, chỉ có lão giả này tương đối đặc thù, mặc trường bào màu đen, có vẻ hơi không hợp nhau. Băng bất đồng nhàn nhạt nhìn hắc bào lão giả một cái, lập tức nói ra, các vị, ta gọi mọi người đến là nói cho mọi người một tin tức xấu, ngay vừa nãy có người xâm nhập băng ma uyên. Cái gì? Có người lộ ra vẻ chấn kinh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta nhớ bây giờ là thời gian thần linh cấm địa mở ra, có người may mắn xâm nhập trong đó nên cũng không phải là sự tình ngoài ý muốn, chỉ cần đoạn thời gian này băng tộc tăng cường phòng thủ lên. Lại một tộc lão mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt. Một chút chiến thánh cảnh mà thôi, không cần thiết đặt ở trong lòng, coi như xâm nhập băng ma uyên cũng chẳng mấy chốc sẽ đông kết thành băng điêu. Vừa vặn có thể chế tạo thành thủ hộ băng tộc, việc này không có gì không thể, gia chủ không cần thiết vì chuyện này triệu tập mọi người. Cũng có người căn bản không đem việc này đặt ở trong lòng, cho rằng sự tình căn bản cũng không tính là gì. Nghĩ đến, lịch đại chúng thần mộ địa mở ra đều ngẫu nhiên sẽ có người xâm nhập bên trong băng ma điện, bọn hắn cũng liền tập mãi thành thói quen. Cũng khó trách bọn hắn sẽ không để ý, hàn khí bên trong băng ma uyên liền băng tộc đều không chịu được. Chủng tộc khác cho dù chiến thần cảnh trung kỳ cũng sớm muộn sẽ biến thành băng điêu, có gì để lo lắng đây? Băng bất đồng cười lạnh không thôi, hắn như thế nào không biết đám người này thầm nghĩ cái gì, không ném ra dụ hoặc lớn là bọn hắn không có khả năng tiến vào băng ma uyên. Thế nhưng bằng vào hắn một người lại không dám tùy tiện tiến vào băng ma uyên. Hít sâu một cái, băng bất đồng nói ra, đúng vậy, nếu là người bình thường bản tộc trưởng ngược lại cũng không quan tâm. Bất quá lần này xâm nhập băng ma điện là cung chủ Nguyệt Thần Cung, hơn nữa còn nắm giữ Nguyệt Thần Vương Quan. Nguyệt Thần Vương Quan, Nguyệt Thần Cung Chủ, đám người nghe vậy rốt cuộc không bình tĩnh, có mấy người càng cả kinh, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Bọn hắn là trấn áp tiên tổ băng ma đối với Nguyệt Thần Cung cống hiến vô cùng to lớn, nếu như Nguyệt Thần Cung bởi vì băng ma mà muốn đối phó bọn hắn chẳng phải chết không nghi ngờ. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào trong đầu đám người, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Mọi người năm đó đồng tâm hiệp lực trấn phong băng ma, ta nghĩ, lần này mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực đánh giết ngoại địch chứ. Băng bất đồng đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra,
thần sắc đám người không giống nhau, trong mắt mọi người phóng lãnh quang, có người thần sắc phức tạp, cũng có người do dự. Trước đó ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua, từ trong miệng bọn hắn biết được Nguyệt Thần Cung đã chỉ còn trên danh nghĩa, lần này bọn hắn đoán chừng là vì cứu băng ma mà đến, nếu như có thể từ trong tay băng ma cùng Nguyệt Thần Cung chủ được Nguyệt Thần truyền thừa. Băng Bất Đồng có chừng có mực nói ra. Người đang ngồi đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch lời hắn nói. Đám người nghe vậy bắt đầu sủng sủng muốn động, lực hấp dẫn Nguyệt Thần truyền thừa quá lớn, năm đó bọn hắn hợp lực ứng phó băng ma không phải liền là vì được một nửa truyền thừa sao. Bây giờ có cơ hội lấy được toàn bộ truyền thừa Nguyệt Thần, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tộc trưởng, ta xem việc này sớm không nên chậm trễ để tránh phát sinh ngoài ý muốn, mọi người vẫn nên mau chóng tiến vào băng ma uyên. Lúc này, hắc bào lão giả bên trái đột nhiên đứng dậy mở miệng nói. Đám người kinh ngạc nhìn hắc bào lão giả, bọn hắn đều biết, bình thường làm cái gì lão giả này đều sẽ trước tiên phản đối Băng Bất Đồng, nhưng mà hôm nay vậy mà thứ nhất đứng lên duy trì, đây quả thật là quá quái dị. Băng Dạ Hàn tộc lão đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng ủng hộ, trong khoảng thời gian này, đúng lúc là ta thủ băng ma uyên, ta phát hiện hàn khí bên trong càng ngày càng băng lãnh. Vừa vặn chúng ta có thể nhân cơ hội này xuống dưới nhìn một chút. Lại một tộc lão nói ra, hắn quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, nói đến cùng liền là vì Nguyệt Thần truyền thừa mà thôi. Ta cũng đồng ý, tán thành, cùng hắc bào lão giả Băng Dạ Hàn ngồi ở cùng một chỗ, những tộc lão không chút do dự đáp ứng, không khó nhìn ra, những người này bình thường đều là đứng một đội. Băng Dạ Hàn những người này đáp ứng quá sảng khoái, người bên phải ngược lại có chút không thích ứng. Bọn hắn cùng Băng Bất Đồng cùng một chỗ, nhưng mà lần này người đầu tiên đồng ý lại là Băng Dạ Hàn bọn hắn. Mấy người đành phải ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Băng Bất Đồng, nhìn thấy Băng Bất Đồng gật đầu, bọn hắn lúc này mới bắt đầu đáp ứng. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy liền cùng một chỗ xuống dưới băng ma uyên. Băng Bất Đồng hít sâu một cái nói, hắn đã hận không thể lập tức tiến về băng ma uyên, từ trên người tiểu kim được Nguyệt Thần Cung truyền thừa. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn nhảy vào trong băng ma uyên, hàn khí đáng sợ cổ động giống như sóng biển cuồn cuộn bốn phía đám người. Bất quá quỷ dị là, vô luận hàn khí hung mãnh như thế nào cũng không thể đến gần tiểu kim trong phạm vi ba trượng, thậm chí bắn ngược trở về. Nhìn thấy một màn này, đám người buông lỏng một hơi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng lần này hàn khí đáng sợ đến cỡ nào, chí ít không phải chiến thần cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ bọn hắn có thể ngăn cản. May mắn có Nguyệt Thần Thiên Quan, bằng không liền phiền phức. Nam Cung Tiêu Tiêu cảm khái nói. Đám người rất tán thành gật đầu, Quan Tiểu Thất không khỏi thở dài, Phi Vũ Thần Cung còn xếp phía trước Nguyệt Thần Thiên Quan đây, vậy mà hoàn toàn không làm gì được hàn khí. Là ngươi thực lực quá yếu, nếu như thực lực đủ mạnh, một tiễn liền có thể chấn vỡ hàn khí, Phi Vũ Thần Cung so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, vạn năm trước tu sĩ dị tộc chết ở trong tay nó vô số kể. Nguyệt Thần Thiên Quan chỉ là vừa lúc khắc chế hàn khí mà thôi. Tiêu Phàm giải thích nói. Tu La truyền thừa có ghi chép, Phi Vũ Thần Cung vừa mở, dù là cách nhau mấy vạn dặm cũng có thể một tiễn bắn giết chiến thần cùng giai. Hắn mặc dù là viễn trình công kích, nhưng tốc độ vô cùng kinh người, dù là vượt giai giết người cũng là sự tình bình thường. Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu như thực lực Quan Tiểu Thất mạnh lên, vô cùng có khả năng lại sinh ra một tuyệt thế tiễn thần. Nguyệt Thần Thiên Quan vì cái gì có thể khắc chế hàn khí? Cửu Dương Thần Lâu có vẻ như đều không được. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Ngươi hoàn toàn luyện hóa Cửu Dương Thần Lâu? Tiêu Phàm hỏi. Không có. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, nói, ngươi ngay cả Cửu Dương Thần Lâu đều không có luyện hóa, vậy làm sao có thể ngăn cản hàn khí đây? Liền tựa như hàn khí là một người lớn. Người một cái tiểu thí hải dùng một vũ khí bình thường liền có thể tùy tiện đánh một người lớn sao? Nguyệt Thần Thiên Quan thì lại khác, nó liền tựa như đem đại nhân trói buộc hoàn toàn không thể động đậy, coi như đại nhân lợi hại như thế nào, hắn cũng không đả thương được ngươi. Đám người thập phần tán thành Tiêu Phàm nói, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng Cửu Dương Thần Lô, bọn hắn thì sợ gì hàn khí đây? Lăng Phong không còn gì để nói nhìn đám người. Hâm mộ nói, các ngươi một kẻ ở trước mặt ta cố ý khoe khoang a, mỗi người đều có một trong lịch cổ thập đại thần binh, còn không đủ. Nghe nói như thế,
Nam Cung Tiêu Tiêu lập tức cười nói, ta mới có 2 kiện thần binh mà thôi, hơn nữa đều là vật truyền thừa, cho lão đại ngươi cũng vô dụng thôi. Lăng Phong hận không thể đem bàn tử đánh một trận, nghiến răng nghiến lợi nói, 2 kiện lịch cổ thập đại thần binh trong tay ngươi nhất định chính là lãng phí. Bất quá nói trở lại, bàn tử cũng không nói dối, chiến thiên kích trong tay hắn là đồ vật chiến tộc truyền thừa, mà cửu dương thần lô lại là vật độc cô gia tộc truyền thừa, cho Lăng Phong cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đại ca, ngươi đừng nhìn ta chỉ có phi vũ thần cung. Quan Tiểu Thất vội vàng giống như phòng tặc đề phòng Lăng Phong, ôm chặt phi vũ thần cung nói, huống chi, đồ vật ta đây cũng là vật truyền thừa, cho ngươi cũng vô dụng. Ta cũng thế. Tiểu Kim vội vàng cười nói. Lăng Phong không còn gì để nói, bĩu môi nói, cả đám đều hẹp hòi, ta lại không nói muốn các ngươi, cho ta kiểm tra cũng được. Lão đại, chúng ta không thể, ngươi có thể hỏi lão tam một chút nha, bảo bối trên người hắn không ít. Nam Cung Tiêu Tiêu cho Lăng Phong một cái ánh mắt. Đám người ánh mắt lập tức rơi vào trên người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, lịch cổ thập đại thần binh, ta ngược lại là có 3 kiện. Cái gì, 3 kiện, bàn tử trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, hắn coi là bản thân 2 kiện đã coi như là rất nhiều, nào nghĩ đến Tiêu Phàm lại có 3 kiện. 3 kiện nào, Lăng Phong cũng không kịp chờ đợi hỏi, Tiêu Phàm vẫn luôn là người hào phóng, nếu như đối với bản thân hữu dụng, khẳng định sẽ cho bản thân. Nếu như cho ngươi hữu dụng, ta đã sớm cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười, nói kiện thứ nhất các ngươi đều biết, là Tu La Kiếm. Các ngươi đều dùng không được. Đám người gật đầu, Tiêu Phàm lại nói, kiện thứ hai là Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, chủ yếu dùng để luyện dược, hơn nữa lão đại ngươi tu luyện cũng không phải nhục thân, phát huy lực lượng hết sức có hạn. Về phần kiện thứ ba, lại là luyện tâm tháp, đồ vật này lão nhị cũng biết, lần trước bị chiến luân hồi chấn vỡ, còn đang trong quá trình tu phục, khí linh đều còn chưa hồi phục, hơn nữa Tu La Điện còn dựa vào nó để tăng cường thực lực. Nghe thế, trên mặt Lăng Phong lộ ra vẻ thất vọng, hắn biết, 3 loại đồ vật này với hắn mà nói xác thực không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm thấy thế có chút không đành lòng vỗ vỗ bả vai Lăng Phong nói, lão đại, ngươi không phải được huyết ngục thiên phượng truyền thừa nha, huyết ngục thần kiếm trong tay cũng không yếu hơn lịch cổ thập đại thần binh bao nhiêu, hơn nữa ngươi cũng nên biết bên trong lịch cổ thập đại thần binh có một thứ cùng ngươi là tuyệt phối. Ngươi là nói phượng hỏa tà vân kiếm, ánh mắt Lăng Phong sáng lên. Bất quá rất nhanh lại thất vọng lắc đầu, kiếm này sớm tại vạn năm trước liền không biết tung tích, muốn tìm tới gian nan biết bao. Đây quả thật là cần vận khí. Tiêu Phàm cũng gật đầu, lại nhìn về phía bàn tử nói, lão nhị, ngươi hiện tại tính là đẳng cấp chú tạo sư, trở về chế tạo cho lão đại một chuôi kiếm tốt một chút nha. Không phải ta khoác lác, thần binh ta đều có thể đánh tạo ra, nhưng mấu chốt không có vật liệu. Nam Cung Tiêu Tiêu không còn gì để nói. Lão đại, ngươi muốn thần binh gì, vật liệu ta giúp ngươi, còn có Tiểu Kim cũng thế. Tiêu Phàm thập phần hào sảng nói. Vậy thì cảm ơn lão tam, mặc dù có huyết ngục thần kiếm nhưng thần binh ai sẽ ngại ít đâu. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Ta cũng muốn. Bàn tử vội vàng kêu lên. Đi sang một bên. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì đạp lên một cước. Mọi người im lặng chút. Ta cảm giác chúng ta bị thứ gì tiếp cận. Đang lúc đám người chuyện trò vui vẻ, Tiểu Kim đột nhiên kêu lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm phía dưới. Thanh âm đám người két két, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm tứ phương, tia sáng phía trên mặc dù chiếu không tới nơi này, nhưng thông qua hàn băng đủ loại chiết xạ cùng phản xạ, y nguyên có thể bắt được một chút tia sáng. Bất quá có hàn băng sương mù cách trở, bốn phía mông lung, căn bản nhìn không thấy. Liền lực lượng linh hồn cũng thẩm thấu không ra. Cẩn thận, đột nhiên, Tiêu Phàm quát to một tiếng, lách mình một kiếm oanh sát mà ra. Bang một tiếng nổ vang, trước người Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện một chuôi băng tinh chi nhận to lớn, cùng Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đâm vào cùng một chỗ. Đám người nhìn lại, trong nháy mắt thấy rõ đó là vật gì, chỉ thấy một đầu băng tinh quái vật 3 trượng bị Tiêu Phàm ngăn trở. Một đôi con mắt màu xanh lam không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Quái vật toàn thân giống như con kiến, mọc ra 6 đầu chân, cùng nói là chân, còn không bằng nói 6 chuôi đao, phía trên lưỡi đao lộ ra vô tận lợi mang sắc bén, đâm vào da người da có chút đau nhức. Thần giai hồn thú,
Huyền Băng Đao Ma. Lăng Phong một cái liền nhận ra lai lịch quái vật, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Những người khác nghe vậy, thần sắc cũng không được đẹp đi nơi nào, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua cái tên Huyền Băng Đao Ma này, đây chính là hồn thú quần cư, nơi này có một con, tuyệt đối sẽ có con thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Nếu như chỉ là thần giai sơ kỳ Huyền Băng Đao Ma bọn hắn sẽ không sợ, chỉ sợ có thần giai trung kỳ, thậm chí thần giai hậu kỳ Huyền Băng Đao Ma, nếu như gặp thần giai hậu kỳ Huyền Băng Đao Ma, bọn hắn sẽ phải lưu ở chỗ này. Cút, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, một cước phẫn nộ đá ra, trực tiếp đem Huyền Băng Đao Ma đẩy lui. Lão Tam, thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng đi qua. Mọi người cẩn thận một chút. Thực lực Huyền Băng Đao Ma tương đương tại tam biến chiến thần, ta không giết hắn, mọi người qua một lúc đừng giết, tận lực không nên giết, những gia hỏa này thập phần mang thù, giết bọn hắn sẽ dẫn tới càng nhiều Huyền Băng Đao Ma. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.